Đùa mà hắn đùa nhỏ dựng mà. Đùa gì nào vậy, khoe trước chứ. Thưa khoe. Ngõ nua trước chứ. Khoe em hổ diễn nua chứ không mà hổ nua. Chú không ngủ được thì ra nữa chứ. Biết. Tôi nhận được cái mối kia nhỏ sang răng nhỏ đây kìa. Cho chị đi, đưa chị cái túi này chị tặng cho. Mai cứ hư đó hả? Có hơi có hơi. À nhớ rồi. Cái đó nhỏ. Cái đánh mua. Nghe rồi. Ngọt tôi ra rồi. Hello mấy chị nha, chị nào vô rồi cho em xin nút chấm bài tương tác đi cả nhà ơi. Rồi hãy có ba cái túi siêu phẩm tặng cho mấy chị nha. Nè, cái này là hàng hàng Tết Hải Lai cả nhà, 215.000. Túi này đẹp lắm. Ôi. Rồi hãy tặng nha mấy chị nha, hãy chi ăn mấy chị luôn. Cái này là nó sẽ có hai bản dây cho mình. Một bản dây dài và một bản dây ngắn nha mấy chị nha. Rồi mấy chị ơi, xem like cho em xin nút chấm bài tương tác nha. Chị nào vô rồi cho em xin nút chấm bài tương tác đi cả nhà. Này, đẹp chưa? Rồi sẽ dành tặng 3 cái nha, 3 cái dành cho 3 chế này. Rồi tương tác lên đi cả nhà ơi, chia sẻ like dùng cho Hải với. Đây nữa nè. Cái túi này chị nào inbox cho em nè. À, chị nào inbox cho Hải đợt trước mà còn hay không để cho chị với nè. Trời đất ơi. Đi đi xài túi đẹp không đi. Đeo hết người. Đeo hết. Đại người. Rồi chị nào vô rồi cho em xin nút chấm bài tương tác đi mấy chị, một con túi tốt nha. Ở đây là nó sẽ có cho mình là một cái bảng dây này mấy chị. Một bảng dây ha. Ở bên trong của nó là lốt. Thấy mấy chị nè. Xịn chưa? Đây, bát của nó này. Rồi lên nha mấy chị nha. Chia sẻ like dùm cho em với đi cả nhà. Chia sẻ like cho em xin nút tương tác nha. Hôm nay sẽ lên cho mình là, hôm nay sẽ có ít máy set đâu nha mấy chị nha. Hôm nay sẽ lên cho mình phong E&R, quần sọc rinh, chân váy rinh và cho mình là váy set caro nha mấy chị nha. Rồi mấy chị ơi xem like cho em xin nút tương tác đi. Rồi bắt đầu em sẽ lên luôn nha mấy chị nha. Em sẽ bán tặng mấy chị ba con túi này luôn nha. Giá Hải Lai trước Tết là hàng 215.000 này. 215 nha mấy chị nha. Hôm nay bán tặng cho mấy chị luôn. Cái này là của khách nhà em không có thông tin đó cả nhà. Không biết vì sao mà nhắn tin cũng không trả lời, gọi điện cũng không nghe máy, không nghe trả lời gì hết trơn cả nhà ơi. Nên là hãy lên ra hãy tặng luôn nha mấy chị nha. Hàng chip này, mấy cái dòng như này thì nhà em đã hết rồi nha mấy chị nha. Mấy chị khuyên, mấy chị nhìn ở dưới của nó này. Đó. Nó chắc chắn chưa? Rồi lên nha mấy chị nha. Rồi không, mình dùng cho em mã tặng túi 1 đi cả nhà. Lên liền cho em mã túi 1 nha. Em tặng mấy chị con túi này đầu like luôn 129.000. Rồi cái dùng cho em mã túi 1129 kèm size vô, áo lộn, kèm giá vô nha mấy chị nha. Rồi cái dùng cho em mã túi 1 dùng cho em nha, 129.000 dùng cho em. Chia sẻ like tương tác lên nha mấy chị nha. Hôm nay có cho mình chân váy rinh nè. Hôm nay có cho mình là áo phong E&R nha mấy chị nha. Rất là nhiều hàng luôn. Xem like cho em xin nút tương tác lên đi cả nhà. Xem like cho em xin nút tương lên tác lên mã túi 1129 giúp em nha. Rồi cái chân váy này nó đẹp. Chia sẻ like chấm bài tương tác giúp em mấy chị ơi. Đẹp chưa mấy chị ơi, xuất sắc chưa? Rồi mấy chị ơi, chia sẻ like cho Hải với nhau mấy chị nha. Nhận được thông báo like không mấy chị ơi? Sao cảm giác thấy tương tác kém nha. Rồi chia sẻ like dùng cho Hải đi cả nhà. Hôm nay có chân váy rinh cho mình đẹp lắm đó cả nhà nha. Xem like chấm bài tương tác là giúp em mấy chị ơi. Rồi xem like chấm bài tương tác, chân váy này đang hot đúng không?
túi màu 129 giúp em đi ạ. Rồi chân váy này đây rất là hot luôn đó cả nhà, siêu hot luôn. Mấy chị ơi xem like dùm em nha, mấy chị nha. Chờ mà chị ơi, rõ không mấy chị ơi xem like ok không? Rồi xem like chấm bài tương tác cho hả đi mấy chị. Bây giờ. Rồi cứ dùng cho em mã dùng cho em. Rồi cứ dùng cho em mã túi 1 dùng cho em nha, 129.000 dùng cho em. Một lần vào trang cá nhân, một lần hội nhóm để chế độ công khai cho em. Xin nút thả tim thả like nha mấy chị nha. Cho hãy xin nút thả tim thả like. Rồi cứ dùng cho em mã dùng cho em. Chốt liền cho em mã này là mã túi 1 dùng cho em 129.000 mấy chị cố gắng tương tác dùng cho em nha mấy chị nha. Không mình liên tục dùng cho em nha. Rồi không mình dùng cho em mã dùng cho em rồi mấy chị nè. Rồi cứ dùng cho em mã dùng cho em. Cứ dùng cho em mã này là mã túi 1 dùng cho em 129.000 dùng cho em. Túi 1 129 dùng cho Hải nè. Cứ dùng cho em mã túi 1 dùng cho em 129.000. Chị nào lên mã túi 1 thì ghi dùng cho em mã túi 1 nha. Hãy bán tặng mấy chị luôn 129.000, nó rất là xịn luôn á cả nhà. Hàng này là hàng 215 nha mấy chị nha, 215.000 của Hải đó. Nó sẽ có cho mình hai cái dạng bản dây đeo nha. Rồi chốt đi anh. Rồi ghi dùng cho em mã túi 1 dùng cho em 129.000 dùng cho em nè. Túi 1 129 chơi cho dịp thì kim xuân ha. Rồi ghi dùng cho em mã dùng cho em. Rồi ghi dùng cho em mã túi 2 đi cả nhà nha, tặng mấy chị luôn 129.000 luôn. Rồi lên liền cho em mã túi 2 dùng cho em nha. Chốt liền cho em mã tặng túi 2 129.000 luôn cả nhà. Con này mấy chị mà tặng 83 nha các bạn nha, hơi bị xuất sắc nha. Chị nào đi làm cũng đẹp luôn. Rồi ghi dùng cho em mã túi 2 dùng cho em 129.000 dùng cho em. Khách mới thì kèm số điện thoại dùng cho em nha mấy chị nha. Rồi ghi dùng cho em mã túi 2 129.000 hàng bom nha. Rồi lên liền 129 giúp em giờ. Rồi lên liền cho em mã túi 3 dùng cho em nha. Chốt liền cho em mã túi 3 dùng cho em, tặng mấy chị luôn giá là 99.000. Rồi lên liền cho em mã túi 3 99.000 dùng cho em. Khi dùng cho em mã túi 3 nha. 129 cho Lâm Tuệ. Rồi lên liền cho em mã túi 3 em tặng mấy chị luôn 99.000. Bên trong của nó sẽ có dây cho mình nha. Bên trong là có dây nha. Chốt liền cho em mã dùng cho em. Rồi em lên cho mấy chị cái chân túi 3 99.000 lên giúp em đi ạ. Lên cho mấy chị chân váy hết chút đi nha. Túi 3 99.000 chốt cho Trần Thảo không bị sao. Nó có ít nha mà giá rất là rẻ luôn các bà ơi. Siêu rẻ luôn ha. Rồi ghi dùng cho em mã luôn mấy chị, em lên hàng luôn nha. Rồi ghi dùng cho em mã, dùng cho em mã A1 dùng cho em. Được rồi là em về hàng 175.000 nha. Hôm nay em về được sale cho mình. Giá có 139.000, có sỉ dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã, dùng cho em mã A mấy anh. Rồi lên liền cho em mã A1 dùng cho em 139.000, có sỉ mấy chị lên size dùng cho em ha. Em có cho mình là size S, size M, size L 139.000, vừa rồi là hàng 179.000 nha mấy chị với nhau. Hôm nay là 139.000, còn size vô dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em đi cả nhà. Chốt liền cho em mã A1 lên size dùng em, size S, size M, size L dùng cho em nha. Rồi lên liền cho em mã A1 kèm size vô dùng cho em, S, M, L dùng cho em. Giá là 139.000, có sỉ dùng cho em. Chân váy nha mấy chị nha, lấy liền đi cả nhà ơi. Đẹp lắm nha mấy chị nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Khách mới mã kèm số điện thoại cho em đi ạ. Chuẩn form được trước em like cả nhà nha mấy chị A1 hoang ruby xe mà khách sỉ mà được sao mà mấy chị hỏi còn hay không á. Thì hôm nay mấy chị lấy đi, được rẻ tầm khoảng được 40.000 đó cả nhà nha. A1 SL mini đàn dùng cho em. A1 mấy chị kèm size vô dùng cho em, size S, size M, size L nha. Giá là 139.000 kèm size vô cả nhà. Kèm size vô dùng cho Hải nha mấy chị nha. Chắc đẹp lắm mấy chị ơi. Rồi ghi dùng cho em mã A1 kèm size giúp em đi ạ. A1 kèm size nha. Và cái màu rinh của nó đẹp nè mấy chị nè. Màu rinh rất là đẹp nha mấy chị nha. Rồi ghi dùng cho em mã A1 lên size dùng cho em, SML dùng cho em 139.000. Mấy chị đợi một chút xíu nha, hệ thống nó đang bị chậm một chút xíu mấy chị. Mấy chị lên mã liên tục dùng cho em nha. A1 kèm size giúp em ạ. 139.000 SML mấy chị ạ. Mà được rồi, hụt quá mấy chị ơi, lấy liền nha. Chứ đợi lâu lắm luôn, tại vì nhà Hải cũng chạy hàng sale cả nhà. Nếu mà được sao về phải rẻ hơn Hải mới lấy cả nhà nha. Nên là đợt này nó đợi rẻ hơn được 30-40 ngày Hải mới về cho mình nè. Nên là đợt này hơi bị lâu nha mấy chị nha. Nên là mấy chị chốt đi. Giá có 139.000, có sỉ dùng cho em. Và form đẹp nha mấy chị nha. Form đẹp như thế này nè, chứ không phải là hàng mà hàng ngắn ngắn đâu nha mấy chị nha. Lên liền cho em mà A1 mấy chị lên size dùng cho em. Size S, size M, size L dùng cho em. Rồi, A1 S Tu Nguyễn. Rồi ghi dùng cho em mà A1 kèm size vô dùng cho em. SML A1 S Tường Vy 139.000 dùng cho em. Mấy cái form này đẹp lắm cả nhà ơi. Form này mấy chị mang ấy, mấy chị A1 S Kim Gia Linh bị lùn đâu nha mấy chị nha. Tại vì nó sẽ, mấy chị nè, đó cái đuôi váy nó xòe ra nha mấy chị nha. A1 S Linh Nguyễn Thị Trang. Nó ôm thì mình mang mình sợ bị lùn á cả nhà. Còn cái form váy này mặc lên A1 L Mỹ Xuyên mặc lên rất là đẹp nha mấy chị nha. A1 kèm size SML dùng cho em. Ghi dùng cho em mà A1 kèm size SML. Chị nào trước em bé tự lên mã giúp em nha. A1 SVV. Rồi em lên cho mình một con áo phong xịn nè. A1 L Thu Hồi Dương. Áo phong này mấy chị nhà em mấy chị chốt liền nha mấy chị nha. Phong cực kỳ xịn luôn. Mấy chị biết phong này rồi đúng không mấy A1 chị ơi. A1 M Phan Ông.
đây mấy chị nhìn dùng cho em nha. Và dáng của nó là dáng dáng vừa như thế này nè, không phải là dáng rộng nha mấy chị nha. Áo màu mờ ngọc anh vàng. Trời ơi, đẹp chưa mấy chị nè. Đẹp bé hiền. Đây mấy chị, tay của nó sẽ gặp like. Áo màu mờ cho hình trăm. Gặp like như thế này nha mấy chị nha. Rồi lên liền cho em mà A2 89.000 có sĩ dùng cho em. Lên liền cho em mà A2 89.000 dùng cho em nha. Đây mấy chị nhìn dùng cho em nè, tác mát của nó nè, tác là tác giấy như thế này nha mấy chị nha. Hàng dùng cho em, hàng Quảng Châu cao cấp luôn cho mình luôn. Rồi lên liền cho em mà A2 89.000 có sĩ dùng cho em. Rồi lên liền cho em mà A2, phone của nó sẽ là phone vừa như thế này nè mấy chị nè. Mấy chị cầm lên cái chất phone của nó rất là xịn nha mấy chị. Có một lần không nghe. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mà A2 dùng cho em 89.000 dùng cho em có sĩ nha mấy chị nha. Rồi chốt liền cho em mà A2 dùng cho em, chất phone của nó rất là đẹp cả nha. Nhìn dùng cho em cái phong của nó là tác của nó sẽ là tác tác vải nha mấy chị nha. Chất phong lên liền cho em mã dùng cho em, hàng hàng Quảng Châu dùng cho Hải. Ở một hết Trần Duyên. Mấy chị ơi xem like chấm bài tương tác cho Hải nha mấy chị nha, tương tác bài viết dùng cho em với. Ở một lờ phong lan. Cái phong này là mình mặc phong vừa cả nhà, phong vừa nha mấy chị nha, phong vừa vừa mấy chị, không có phải là. Ở một lờ Hiển Nguyễn. Chị nào mà mặc phong vừa mấy chị lấy liền cho em. Rồi cái dùng cho em mã dùng cho em, mã A2 dùng cho em. Đông đi rồi chị Thú Minh nha. A2 nha mấy chị nha. Lên liền cho em. Ở một lờ đi ngoài. Còn mấy bộ đây cho chị mấy bộ nhiều. Mấy bộ nhiều. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã mấy anh? Hai. A2 dùng cho em đi cả nhà. 89.000 xem la cho em xin nút tương tác. Giờ lấy A1 lên mã A1 kèm size cho em ạ. Lấy A2 ghi A2 dùng cho em. Mấy bộ này bây giờ nó A2 là áo phong 89.000 mấy gì vậy? A2 là áo phong 89.000 nha. A2 Thu Trần. Bây giờ mấy cái bộ này em lên ít ít trước nha mấy bạn nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã A2 119.000 A3 dùng cho em nhập. A3 nha mấy chị nha. Đây nè mấy chị nè. Bộ chữ đây nè mấy chị, 201 giá sĩ nè. 201 nha mấy chị nha. Nên là mấy chị nào chốt liền đi, nó có ít nha mấy chị nha. Cái này có một bộ thôi. 119.000 có sĩ dùng cho em và mấy chị về mấy chị cầm cái quần của nó, cái quần caro của nó nha mấy chị nha. Chốt rất là đẹp luôn. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã A3 dùng cho em, 119.000 có sĩ dùng cho em. Lên liền cho em mã A3 nha mấy chị nha. Quần là quần caro dùng cho em, kèm cho mình áo nè. Chốt cực kỳ xịn luôn cả nhà ơi, có một bộ thôi. 65kg đổ lại mang được cho em. Rồi chiều lấy thì ghi dùng cho em mã dùng cho em mã A3 đi cả nhà. Lên liền cho em mã A3 nha mấy chị nha. A3 dùng cho em. A3 lên cho em 119 đi ạ. 119.000 dùng cho em. Lên liền cho em mã A3. Cái này ở đâu nhỉ? Xem like chấm bài tương tác chia sẻ like cho em mấy chị ơi. Xem like chấm bài tương tác lên đi cả nhà ơi. Đây hả? A3 nè Trương. Rồi cái dùng cho em mã dùng cho em mã A4 dùng cho Hải nè. Rồi lên liền cho em mã A4 nha mấy chị nha. Hãy bán tặng mấy chị con quần này luôn, 99.000 dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã A4. A4 này là size M nha. Nhưng mà chị nào mà 55kg đổ lại mang được cho em luôn mấy chị. 55kg đổ lại mang được nha. Em like con quần này 99.000. Mấy chị nhìn tát mát dùng cho em nha mấy chị nha. Con này ở ngồi mấy chị mua tiện nhất phải là hàng 300 á. 300 nha mấy chị nha. Tất cả các livestream mà người ta bán hàng xịn như này là quần này là trên 300 đó. Trên 300 nha mấy chị nha. Không bao giờ có giá 99.000 có sĩ đâu nha mấy chị nha. Lên liền cho em mã dùng cho em mã A4 dùng cho em nha mấy chị nha. Khóa kéo cho mình nè. Ôi, cái nó xịn lắm luôn á cả nhà. Rất là xịn nha. Rồi lên liền cho em mã A4 dùng cho em. A4 anh thì Khánh Ly 99.000 dùng cho em. Lên liền cho em mã A4 99.000 mấy chị. A4 luôn không Nguyễn. Xịn luôn mấy chị. Chị nào mà hai mà mua quần mà 300 mấy 400 mấy ngàn cả nhà ơi, nhìn một khoát là biết liền rồi. Chất rất là đẹp nha mấy chị nha. A4 với em 99.000 ạ. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Ở đây của nó sẽ là theo cho mình nè. Theo nha mấy chị nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã A4 dùng cho em, 99.000 dùng cho em ha. Quần có hai túi cho mình, túi sau cho mấy chị luôn ha. Rồi cái dùng cho em mã dùng cho em mã A4 dùng cho em, 99.000 dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã A5 dùng cho em này. Lên liền cho em mã A5 119.000, 65kg đổ lại mang được. Xem lại chấm bài tương tác lên cho em mấy chị ơi. 65kg đổ lại nha mấy chị nha. 119.000 tính ra cái quần bao nhiêu cả nhà ơi, cái áo bao nhiêu nha mấy chị nha. Mà còn là phun to cho mình luôn. Quần caro rất là đẹp luôn nha. 119.000 có sĩ dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã A5 dùng cho em. Chốt liền cho em mã A5 A5 119 ạ. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã A5 dùng cho em nè. Máy đỏ A5 lấy cho em 119.000 cái gì hả? Đó, mẫu đó hãy chưa có like đâu cả nhà. Rồi lên liền cho em mã A5 119.000. Cả nhà ơi xem like tương tác cho em với nhau mới chịu nha. Rồi cái dùng cho em mã dùng cho em mã A6 dùng cho em, 119.000 bộ caro dùng cho em nè. Mấy chị ơi xem like tương tác lên đi cả nhà ơi, tương tác dùng cho em với. Rồi ghi dùng cho em mã A6 dùng cho em, 119.000 có sĩ bộ caro dùng cho em.
bộ caro đỏ nha mới chịu nha. Bộ caro đỏ. Anh ơi 19 cho thu trần. Rồi lên liền che mã, dùng che mã A6 bộ caro đỏ. Cái này là bữa trước chưa có lên đâu nha mới chịu nha. Chưa có lên đâu, chị nào lấy thì chốt liền che mã, dùng che mã A6 dùng che 119.000 dùng che. Lên liền che mã A6 119. A6 dùng che đi cả nhà. Chị Hoài Thanh gì nào mua hàng nha, không cái máy mấy chị cọc với em 100.000 vào tài khoản đi rồi em chốt chưa? A6 cho đi Phương Phạm. Chương vái bên này nó ít lắm mấy bạn ơi, tài lên luôn con chương vái này chưa quên. Rồi em lên chương vái này. Lên mã A6 119 với em ấy chị ha. A7SML dùng cho em 149.000. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã A7 kèm size vô dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã A7 lên size dùng em ha. Size S, size M, size L 149.000 dùng cho em. Một con chương vái đang rất là hot cho mấy chị nha, nhưng mà hôm nay mới về được cho mấy chị nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã A7 lên size dùng cho em. Size S, size M, size L dùng cho em 149.000 có sĩ dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã A7 SML. Rồi chốt liền cho em mã A7 lên size vô dùng cho em ha. Kèm size mấy chị ơi, chung váy này đây A7 SL BB đặn. Mặc lên dáng rất là đẹp nha mấy chị nha. Rồi lên liền cho em mã A7 kèm A7M hoa dài. Rồi chốt liền cho em mã A7 kèm size vô dùng cho em. Khóa đây cho mấy chị nha. Kèm size vô dùng cho em. Kèm size nha cả nhà nha. Rồi lên liền cho em mã A7 lên A7L lên kim. Size S, size M, size L dùng cho em. Chị nào mặc size gì của mình size đó dùng cho em nha. Kèm size vô cả nhà ơi, chương váy đẹp lắm luôn á. Thật sự rất là đẹp cái mẫu này nha mấy chị nha. Nhìn dùng cho em nè. Phơm của nó nha mấy chị nha. Nó sẽ tua ở dưới cho mình nè mấy chị. A7 kèm size lên cho em mã dùng cho em mã A7 kèm size vô nha mấy chị nha. Ở đây nó có túi cho A7L chốt lên. Kèm size vô cả nhà. Size S, size M, size L dùng cho em. 149.000 dùng cho em. Lên liền cho em mã A7 kèm size vô mấy chị nè. A7 lên size nha mấy chị. A7 kèm size SML 149 đi ạ. 149.000 dùng cho em. Rồi con này em có về cho mình được size S với size L đâu cả nhà. Em về được cho mình size S, size L nha, 89.000. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã A8 89.000 mấy chị. Được có vài con thôi nha. Và con này thì nó sẽ có lưng chuông cho mấy chị nè. Lưng chuông nha, nên là chị nào mặc size XL á thì mình có thể lấy được size L luôn nha mấy chị nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã A8 dùng cho em, size F với size XL dùng cho em 89.000. Rồi lên liền cho em mã A8 dùng cho em mấy chị. A8 nha mấy chị nha, 89.000 kèm size vô dùng cho em. Size F và size XL dùng cho em một con quần hàng Quảng Châu luôn cả nhà ơi. Tát mát của nó rất là xịn luôn á mấy chị, lâu lâu mới về được cái quần đó. A7L lên. Đây nè mấy chị nè, nhìn chóc dùng cho em đi. Chị nào mà thích quần sọt á mấy chị lấy liền đi cả nhà. Size F với size L và nó có co giãn nè. Hãy đang cầm cho mình là size F á, chị nào lấy thì chốt liền dùng cho em mã dùng cho em mã A8 mấy chị lên size dùng cho em. Size F với size L cả nhà ơi, em có SL nha. Cái này chị Hoàng Vinh Trần lấy L đi chị. Cái này nó có co giãn cho mình. Có co giãn nha mấy chị nha, co giãn nhiều lắm. Và cái này nó cũng có hơi giãn luôn. Chóc rất là đẹp, hàng Quảng Châu mấy chị ơi. Hàng xịn cho mình luôn ấy. Đây mấy chị nè. Nhìn cái tát mát là biết rồi mấy chị ơi. 89.000 dùng cho em. Lên liền cho em mà A8 89.000. Cứ dùng cho em mà A8 dùng cho em. F và L mấy chị. Túi sâu lắm mấy chị ơi. Và mang con này rất là đẹp nha. Rồi lên liền cho em mà A8 kèm sao. A8 S dùng nhì. Rồi cứ dùng cho em mà A8 lên size A8 S chút lên. F và L dùng cho em. Cứ dùng cho em mà A8 kèm size. Size S và size L chứ không phải là size XL à. Có đủ size này, S mà lần khác là em A8, 7, 9 đúng không? A8 bên có size L và size S chứ không phải là size XL mấy chị nhá. A8 size L hai con hàng bên trường. A8 L bé nhỏ. A8 L mini đằng. Ba con mấy chị ơi. A8 mấy chị kèm size S và size L giúp em nha. Ba con A8L lên. Rồi lên liền cho em mã A999.000 size M. Hàng dùng cho em A8L Trần Thảo. Cho mới chịu nha, 99.000 size M dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã A8L Nguyễn Kim. Ok đợi em chút. Rồi lên liền cho em mã A999.000 size M dùng cho em. Có được có A8L Thu Trần. Ba con thôi nha mới chịu nha, 99.000 kèm nịch cho mình luôn, hàng xịn luôn. Rồi lên liền cho em mã A10 179.000, hàng của Lan Lâm dùng cho em ha. Em có cho mình là size F và size M. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã A10 F và M dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã A10 mấy chị kèm size vô dùng cho em. F và M dùng cho em nha. Rồi lên liền cho em mã A10 lên size. A9 mi đằng 99.000. Rồi lên liền cho em mã A10 kèm size vô dùng cho em. A10 lên size nha. A10 em có cho mình là size F với size M. 179.000 dùng cho em, hàng Lan Lâm dùng cho em.
Rồi cái dùng kem mã dùng kem. Anh áo CL lúc nãy cho Hiền Trâm. A10 là SM dùng kem ha. Chị nào lấy đi dùng kem mã A10 kèm size SM dùng kem. À chính như Thu Trần. Rồi lấy liền cho Hải mã A10 kèm size mấy chị. Này tôi biết bà Nguyễn Kim thích thích áo một chín tám tám nè. A10 size gì? A10 là size S size 1. Đẹp chưa? Đẹp lắm nha. Của nó chủ này mấy chị là nó dập nhung á. A10 S kim da lên. Nha, chữ của nó là dập nhung dùng cho em nha. Và hàng của nó là hàng 1988 nè. Hồi năm em like con áo này là hàng 160 đó cả nhà, 150 luôn á. Chị Thu Trần ơi, còn thêm thì cọc giúp em 100 ngàn mà tài khoản nó được không ý gì hả? Con người ta bán con áo này tới 250 lần cả nhà ơi. Hãy like cho mấy chị giá là 89 ngàn có sỉ dùng cho em. Lên liền cho em mã 10, 11 dùng cho em. Ở đây của nó là dập nhung nha cả nhà nha. Dập nhung dùng cho em và cái chất phong của nó mấy chị giặt ha, không bao giờ nó bị sạc luôn. Và không bao giờ bị xù lông luôn nha mấy chị nha. Chất rất là 10S dùng xù ri. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 11 dùng cho em, 89 ngàn dùng cho em. Lên liền cho em mã 11 áo phong xịn dùng cho em nha mấy chị nha. Hàng 1988 dùng cho em luôn cả nhà. Chất của nó mấy chị, cái này là của nó là chạy nhung nha mấy chị nha. Chạy nhung dùng cho em luôn, hàng phong sọc dùng cho em nha. 1988 nè. Hàng phong 1988. Lên liền cho em mã 11 dùng cho em, 89 ngàn dùng cho em. Rồi cái dùng cho em mã 11 89 ngàn đi cả nhà. 11 nha mấy chị nha, 89 ngàn. Phong cho mấy chị nào mặc cho em 60kg đổ lại mang được luôn ha. Chất phong rất là đẹp. Chất phong đẹp lắm nha mấy chị nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 11 dùng cho em cả nhà. Bữa nay nắng lên rồi mấy chị mua áo phong này về mặc với lại quần sọc rinh nha mấy chị nha. Cứ dùng cho em mã 11. Xem like chấm bài tương tác cho Hải đi cả nhà ơi. Phong đẹp quá trời mấy bà ơi. Rồi cái dùng cho em mã, dùng cho em mã 12 này size M nhưng mà chị nào mặc size L được luôn nha mấy chịu nha. Giá là 99 ngàn, sọc đen dùng cho em nè. Ở đây của nó sẽ là chạy viền cho mình nè. Chạy theo nha cả nhà nha, theo dùng cho em luôn. Lên liền cho em mã, dùng cho em mã 12 dùng cho em nha mấy chịu nha. Chị nào mặc size L chốt luôn cho em con quần này size M nha. Hàng kiếp như thế này nè mấy chị nè, tan mát của nó nè. Rồi lên liền cho em mã 12 dùng cho em, 99 ngàn dùng cho em. Lên liền cho em mã 12, 99 ngàn nha. Nó sẽ có co giãn cho mấy chị. 12 Nguyễn Kim. Có co giãn cho mấy chị nha. Con quần, một con quần hàng Quảng Châu 300 mấy ngàn đó cả nhà. Rồi lên liền cho em mã 12 dùng cho em. Lên liền cho em mã 12 đi cả nhà. 12 tấm toàn 99 ngàn dùng cho em. Lên liền cho em mã 12, 99 ngàn. Chị nào ưng mặt thịnh đó mấy chị, mấy chị cứ lấy con này đi. Thật sự luôn á nha mấy chị nha. Hãy về được ít lắm, có mấy mẫu rồi cả nhà. Rồi lên liền cho em mã 12 Phạm Hương. Rồi lên liền cho em mã 12 co giãn cho mình nè mấy chị nè. Không có sợ chặt mông đâu cả nhà. 12 bo đoàn. Quần xịn mấy chị nhận hàng, mấy chị cầm hàng mấy chị biết liền rồi. Rồi lên liền cho em mã 12 giúp em chưa? Rồi lên liền cho em mã 12 nha. Bên hông của nó là chạy như thế này cho mình nè. Đó, xịn chưa? Có túi sâu nha mấy chị nha. Rồi lên liền cho em mã 12 dùng cho em, 99 ngàn dùng cho em. Cái dùng cho Hải mã 12, 99 ngàn đi cả nhà. 12 nha. Quần mã 12 đi em, 99 ngàn mấy chị nhỉ? Lên liền cho em mã 12 mấy chị ơi, lấy xong không cả nhà ơi, để lai xong nó đằng ơi đẹp quá trời luôn. Số like chấm bài tương tác chia sẻ like lên cho em đi ạ. Vâng. 13 này em có chứ mấy chị được size S. 13 size S. Trời ơi. Đẹp chưa? Nhưng mấy chị nha, 89 ngàn. Lên liền cho em mã 13, 89 ngàn. Cái đó nó có co giãn á cả nhà nên là nó chỉ có SM thôi. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em, bà nào mặc size S mút liền đi cả nhà ơi. 89 ngàn dùng cho em. Lên liền cho em mã 13, 89 ngàn size S dùng cho em. Lên liền cho em mã 13, 89 ngàn size S. Một con chân vái LV dùng cho em nha mấy chị nha. Tát nè. Trời ơi. 13 mi đằng. Chút liền mấy chị ơi. Lên liền cho em mã dùng cho em mã 13. 13 Như Nguyễn. 13 em có size S đâu cả nhà. Chút liền mấy chị. 89 ngàn LV nha mấy chị nha. Một con loan nữa nè. Loan nha mấy chị nha. Rất là đẹp luôn. Lên liền 13 cho xe la chuông. 13 dùng cho em 89 ngàn. À lục 89 ngàn. Lên liền cho em mã 13, 89 ngàn dùng cho em. Rồi cái dùng cho em mã, dùng cho em mã 14 đi cả nhà. 14, 79 ngàn dùng cho em. Nhìn chắc dùng cho em nè. Đó size S đó em, chân váy LV có S không chị ơi, 13 S đó em. Rồi lên liền cho em mã 13 Thu Nguyễn. Rồi lên liền cho em mã 14 dùng cho em 79 ngàn. 13 Tiết Hải Dương. Đây mấy chị, con này nó có nút nha. Chị nào mà không ưng mặt hở thì mình dài nút nha mấy chị nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 14 dùng cho em 79 ngàn có sỉ dùng cho em.
lên liền cho em mã 14, 14 đi cậu. 13 luôn chị Kiều Nga. Rồi chốt liền cho em mã 14, 79.000 dùng cho Hải nha. 79.000 dùng cho em một con áo dùng cho em nha mấy chị nha. Áo hết dùng cho em. Mấy chị nhìn cái vải của nó nè. 13 cho Phan không? Cái vải của nó ống lên rất là đẹp luôn cả nhà. Vải rất là đẹp nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 14, 79.000 có sỉ dùng cho em. Bao hàng vải lồ 1 cho mấy chị nha. Vải chuẩn hết gơ hàng 200 đó cả nhà. Mấy chị nhìn chắc vải dùng cho em nè. 14 cho Mimi Đằng. Rồi lên liền cho em mã 14 dùng cho em. 14 đi cả nhà. Rồi lên liền cho Hải mã 14 dùng cho em nha. 79.000 dùng cho em. Cứ dùng cho em mã 14. Xem like chấm bài tương tác chia sẻ like với em nha. 14 79.000 mấy chị hả? Lên liền cho em mã 14 79. Áo màu cam mã 14 à. Còn con này em có cho mấy chị được mấy con. Màu. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Chân vái này em có mờ thôi nha. À, cái này, mấy chị, cái này nó là quần ấy, nó là quần nha mấy chị nha, quần cho mình nè. Lên liền cho em mã mấy? 14. Mã 15 dùng cho em 89.000. Lên liền cho em mã 15 89.000. Nó là quần ấy, size M dùng cho em, nó có 3 con à. Được 5 con hàng Quảng Châu. 89.000 dùng cho em. Cái này mà Tết mấy chị ơi. Tết là hãy nhập vô chắc cũng phải là hàng trăm rưỡi á. Nên Tết ở đâu có bán mấy cái chân vải này đâu mấy chị ơi nha. Tết ta không có nhập được cả nhà ơi, nhập rất là đắt luôn. Hàng Quảng Châu. Rồi em có ML mấy chị, lên 15 kèm size ML giùm em 89.000. Rồi lên liền cho em coi lại cái lật qua bên này coi. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 15 lên size ML mấy chị. Xóa lên size lại dùng cho em. 15 mấy chị kèm size lại giùm em nha. Kèm size dùm em ML. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em 15 lên size ML dùng cho em. ML nha mấy chị nha, con này là quần nè. Và mấy chị nhìn hàng 15 size ML Nguyễn Kiên. Ê mấy chị nha, lót cho mình nè. Mấy chị thấy không? Nó là tông sẹt tông màu luôn. Và đây của nó sẽ 15 size ML nhung vỏ. Quần nha mấy chị nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 15 dùng cho em. 15 rất là đẹp luôn, kèm size luôn. 15 size ML tấm toàn. Rồi lên liền cho em mã 15 kèm size ML dùng cho em. Giá là 89.000 kèm size luôn. Kèm size vô nha. 15 size ML tình luôn. Rồi lên liền cho em mã 15 kèm size ML dùm cho em. ML cả nhà ơi. Đem lại cái chân váy kia rồi. Cái đầu chân váy 139 luôn. 15 size L cho anh ra trương. Wow. Trời ơi. Này mà không chuẩn nữa thôi nha mấy chịu nha. Em mà bán không chuẩn đi không ai bán chuẩn đâu nha mấy chịu nha. Em nói thiệt luôn á. Này. 15 size M Trần Duyên. Made in Korea. 15 size L hàng Minh Trần. Có hộp. Mã mấy? 16 dùng cho em. 16 em có cho mình là size M. 99.000 dùng. 15 hết size M mấy chị ơi. 15 size L cho anh Lê Trương. Con này mấy chị phải đi mua trên 250.000 nha. Đừng nói hãy nói dốc nha mấy bà nha. Mấy bà phải đi mua đúng hàng chủ như thế này nha mấy chị. Chị Thu Trần ơi, chọn thêm thì cọc với em đi thì chốt gì nhỉ? Rồi lên liền cho em 15 CL lên trang. Mấy chị ơi, chị nào cọc cứ dùng cho em cái tên Facebook nha mấy chị nha. Chứ không có tên Facebook em hề luôn, em không có 15 mấy còn CL thôi à. Rồi lên liền cho em mã 16 size M dùng cho em. 16 này em có M đâu. 16 M dùng cho em nha. Lên liền cho em mã 16 M. Giá là 99.000 dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã 16 size M dùng cho em. Ok chị Thu Trần nha. Một con. Đó đó. Ở đâu rồi? Rồi giá đâu rồi? Yeah. Ừ, rồi lên liền cho em mã 16 size M dùng cho em 99.000. Ok chị Thu Trần nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em 16 hai con cho Nguyễn Kiên. Trời ơi nó đẹp lắm luôn á. Tặng kèm cái nịch này mà cái nịch của nó rất là xịn. 16 dùng nha. Đây này mấy chị. Nhìn cái nịch dùng cho Hải nha mấy chị nha. Chuẩn hàng Quảng Châu cho mình mới có cái nịch như thế này nha mấy bà nha. Còn hàng của mình mà nó nhái lên nha. 16 mai cho. Như thế này đâu cả nhà. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 16 sao là trường. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 16 lên size size M dùng cho em. Cứ dùng cho em mã 16 vuông vuông. 16 size M nha. 99.000 dùng cho em. Lên liền cho em mã 16 size M. Lên mã 16 cho em 99.000 đi hả? Nhanh mấy chị ơi, có 99.000 trong khi đó mấy chị mua là 200 mấy ngàn đó nha mấy chị ơi nha. Design Korea dùng cho em nè, nhìn tát mát dùng cho em nè. 16 Thu Trần. Nha, đây kèm nịch cho mấy chị luôn. Nịch này về mấy chị phối với chân váy cũng đẹp nha. Cho chị cái chân váy kia đi nha. Đây, chân váy đâu rồi, nhớ dịch đâu rồi.
16 đến em size M 99.000 ạ. 16 size M 99.000. Còn 3 con cuối cùng thôi mấy chị nhá. Lên liền cho em mã, dùng cho em mã 17 này. Đó, mấy chị hết, mấy chị mua cái chân váy này về nha. Mấy bà kèm với cái nịch này mấy bà cũng thấy đẹp nữa nè. Nha mấy chị nha, mua cái quần đó nhớ là giữ cái nịch này nha, đừng có để mất nha mấy bà nha. Để về phố với lại đồ khác nữa. Rồi lên liền cho em mã 10 17 dùng cho em nè. Chốt liền cho em mã 17. Em có cho mình là size S, size M, size L, giá là 139.000. 139 cái này nãy chị Mimi Đặng có. Mimi Đặng có rồi chị. Nãy chị nào có rồi đừng chốt lại dùng cho em nha. Còn chị nào chốt thêm thì ghi chữ thêm. Mã 17 là mã A1 lúc nãy đó mấy chị ha. Lên liền cho em mã A17 dùng cho em nha. Lên liền cho em mã A17. Em có cho mình là size S, size M, size L dùng cho em. Giá là 139.000. Bà nào hụt. Chị Liên Hoàng có rồi à. Liền cho em. Hụt được trước thì lấy nha. Còn nãy lúc nãy là A1 lúc nãy. 17 ML Nguyễn Kiên. Cái mã này là A1 lúc nãy á, chị nào có rồi đừng chốt nha mấy chị nha, để bị trùng á. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 17 lên size S ML. 17 cho Hoàng Kim Ly. Rồi lên liền cho em mã 17 kèm size S ML dùng cho em, đẹp ghê luôn á, mặc áo thun cũng đẹp đấy. Rồi lên liền cho em mã 17 lên size. Rồi cho Trần Thị Ngọc Phượng. 17 mình kèm size nha mấy chị nha. Size S, size M, size L dùng cho em, S ML dùng cho hải mấy chị. Giá là 139.000 thề, nhưng mà nó rất là đẹp nha. Cái chân váy của nó xè nhẹ như này nó mấy chị này. Lấy xe lờ tiện lắm. Cực kỳ dễ phố đồ luôn và mấy chị không sợ nhưng mình bị ngắn lại đâu. Lấy xe mờ cho Dream. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 17 lên size dùm em. Size S, size M, size L em có đang đủ 3 size đó cả nhà. Đang đủ size thì mình chốt liền nha mấy chị hiểu nha. 139.000 chuẩn hàng lộ 1 cho mấy chị luôn ấy. Lên liền cho em mã dùm em. 17 kèm size M, 139 giúp em ạ. 17 kèm size vô dùm cho em. Cái này có một cục à, có cục đen đó phải không? Rồi. Trời ơi, chân váy size S nha mấy bà nha. 89.000, lên liền cho em mã mấy? 18. Mã 18 dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 18 dùng cho em nè. Rồi lên liền cho em mã 18. 18 dùng cho em cả nhà. Rồi lên liền cho em mã 18 size S dùng. 17 cho lời Trần Thảo. 89.000. Trời ơi, mấy chị ơi dùng nè. Đẹp lắm mấy chị ơi, hàng Quảng Châu cao cấp luôn á, của nó là dập ly như thế này nha. Rồi chị lấy ghi dùng cho em mã 18. 18 size S dùng cho em. Chốt em mã 18 size S 89.000. 18 size S dùng cho em nha. Chân váy dùng cho em, chân váy dập ly, bên trong là có quần cho mình nha. Có quần bên trong nha. Rồi chị lấy thì chốt liền cho em mã dùng cho em mã 18. Lên quần sọt kaki kèm dây đi chị ơi, mới vừa lên đó chứ ơi. 18 size chưa. Mã dùng cho em mã 18 dùng cho em. 18 là hãy có size S nha. Lên liền cho em mã 18 size S. 18S dùng cho em, giá là 189.000 có sĩ dùng cho em. 17 lúc nãy cho em S cho Liên Hoàng. Rồi cái dùng cho em mới lên có được có nửa tiếng cả nhà ơi, chưa có lên hết hàng đâu mấy chị đợi xíu. 18 mi vuông. Lôi dàn dè nè. Chưa có lên hết hàng đâu cả nhà. Chờ lấy cái gì cho em mã 18, 89.000 đi ạ. À, cho chị bộ đi. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 19 này, size S dùng cho em này. Lên liền cho em mã 19 size S. Đây dàn dè nè. 19 size S. 18 cho Trúc Trần. Đây mấy chị này, nó co giãn cho mình nè. Co giãn nha, 19 là hãy có size S không? Có quần bên trong luôn, 99.000 dùng nha. Thiệt mấy chị mà nhận cái này, mấy chị về mấy chị không tin đâu, mấy chị cứ chép giá thoải mái luôn á. Em mà em lãi của mấy bà mà được 10 ngày em đi đầu dưới đất luôn, em nói thật sự luôn á. Trong cái lúc mà Facebook mất tương tác như thế này em bán, mấy chị ơi em bán rất là rẻ luôn nha mấy chị yêu nha, đây nè. Không ai đi nhập được cái hàng này mà giá vài chục ngàn đâu cả nhà ơi nha. 99.000. Lên liền cho em mã dùng cho em mã mấy? Mã 19 dùng cho em. 19 size S dùng cho em nha. 19 size S dùng cho em 99.000. Ba con à? Không có ba con nữa. 19 cho Sala Trương. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em 19 mã. Cho Yên Yên. Rồi lên liền 19 em mi đằng 20 dùng cho em nè mấy chị nè. Rồi lên liền cho em mã 20 dùng cho em 119.000 có sĩ dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 20 dùng cho em, bộ caro dùng cho em nha. 119.000 có sĩ dùng cho em nè. Trời ơi đẹp quá mấy bà ơi. 65kg mang được cho em luôn. Một con quần caro phông dài nè cả nha. Phông dài nha. 17 set lúc nãy 139.000 à. Một con áo luôn. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 20 dùng cho em. Lên liền cho em mã 20 119.000 có sĩ nha. Bao rẻ luôn ấy. Bao rẻ nha. Rồi lên cái quần này nữa hè. 20 lấy nha, 139 đi ạ. À 119 đi ạ. 119 nè. Trời nó ít quá luôn á, thiệt. 20 tỷ lâm. 21 dùng cho em, 99.000 dùng cho em.
lên liền cho em ở 21.99 ngàn. Con này mấy chị mang 20 nhân viên 2 set 60kg mang được cho em luôn. 60kg bút tới nha mấy bà nha. Nhưng mà nó có 3 con rồi. Nó có 3 con rồi mấy chị. Rồi lên liền cho em ở 21 dùng cho em này. Lên liền cho em ở 21 nha cả nhà nha. 21 dùng cho em, 99 ngàn dùng cho em. Lên liền cho em ở 21.99 ngàn. Có 3 con thôi. 21 cho Phương Phương 3 con thôi nha. 21 Hàm Duyên. 21 Vương Nguyễn. 22 em có cho mình là size F và size M dùng cho em 99 ngàn. Rồi lên liền cho em mã 22F1 đây. Trời ơi cái này nó đắt lắm đó cả nhà. 21 em còn một con, giờ lấy giống liền cho em luôn à. 22FM dùng cho em, trời ơi nó đẹp lắm luôn á cả nhà ơi. Mà cái quần nó nặng tay lắm nha. Cái quần rất là nặng tay, chắc chắn lắm cả nhà ơi, đẹp lắm. Lên liền cho em mã dùng cho em mã 22 kèm size SM dùng cho em. Lên liền cho em mã 22 lên size S và size M dùng cho em nè, 99 ngàn dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã 22 kèm size SM. 22 này bạn chỉ có SM thôi. Sao phải đủ size hay là SM nè. Rồi lên liền cho em mã 22 lên size dùng em, size S với size M dùng cho em. 99 ngàn dùng cho em đi cả nhà. 99 ngàn lên size nha. Mà nó đẹp lắm cả nhà ơi. Rồi xuất sắc luôn á, kèm size vô cả nhà. Hết rồi hả? Còn SM đâu cả nhà, 22 kèm size SM dùng cho em, 99 ngàn. Đẹp nha mấy chị nha. Lên liền cho em mã 22 kèm size vô. 22 mấy chị lên size vùng cho em nha. Size S có size M dùng cho em, 99 ngàn dùng cho em. Hai S cho xe lên trường. Hai bộ SM cho em. Rồi lên liền cho em mã 23 nè. 2SM Phạm Duyên. Rồi mấy chị ơi, không phải là phôm ôm dùm cho em ha. Phôm lên rồi mấy chị nè. 2 lên chỉ còn dễ thôi. Rồi lên liền cho em mã 23 dùm cho em, SML dùm cho em, 139 ngàn. 22 lên chỉ còn dễ thôi mấy chị ạ. Rồi lên liền cho em mã 23 mấy chị. 23 mấy chị lên size đây dùm cho em. Size S, size M, size L, 139 ngàn. 2S cho Lan Nguyễn. Mấy chị ơi, cái phôm chân váy của nó rất là đẹp luôn cả nhà. Đẹp lắm nha mấy chị nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 3 lên to vô dùng cho em. Size S, size M, size L 139 ngàn dùng cho em, 139 nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 23 tìm size. 23 lên size vô cho Hải đi cả nhà. SML 139 mấy chị. 23 S hiền ruby. 139 ngàn có sỉ dùng cho em nha. 23 L hàng ruby. Rồi ghi dùng cho em mã 23 kèm size SML dùng cho em. 23 L tỉ lâm. 23 ML Duyên Duyên. Rồi lên liền cho em ở 23. 23 SML Phạm Duyên. 82. Cái này nó khác phải không? 879. Rồi lên liền 23 L Mimi Đặng. 23 có nha Duyên Duyên nha. Em có được 2 con SM. Rồi lên liền cho em ở 23. Rồi lên liền 23 ML hoa dại. 23 dùm cho em. Rồi cái con này lên nha. 23 S là Trương. 23 mấy chị kèm size SML lên cho em đi ạ. Rồi lên liền 139 ngàn mấy chị ạ. 24 là em có size M và em có cho mình là size L nha. 24ML dùng cho em, 99 ngàn dùng cho Hải. M là 55kg, L là mấy chị nào mà 60kg mang cho em luôn. Và em nói là cái phôn quần này mặc rất là xịn nha mấy chị nha. Chị nào mua hàng xịn á, mà cái quần này mà giá mà hàng nhập á 300-350 á, thì mấy chị chốt ngay dùng cho em, giá chỉ có 99 ngàn thôi. Em có cho mình là size M, size L, lên liền cho em mã 24, 99 ngàn lên size dùng cho em, size M và size L dùng cho em nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em, đồ bé đỉnh quá chị ơi. Ngày mai còn đỉnh nữa nha. Vậy em xài ra hết rồi nhưng mà sáng mai mới lên được nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em nha mấy chịu nha. Lên liền cho em nguyên một cái hãng, tới CL, Mimi Đặng. Nguyên một cái hãng con vịt luôn cả nhà nha, dễ thương lắm. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 24 lên size dùm em, size M và size L dùm cho em đây nè. Rồi lên liền cho em mã 24 kèm size ML dùm cho em, 99 ngàn dùm cho em. Để xem tới CL, CL, em like xong cái này nha, em thả thính mấy chị đồ bé nha. Dễ thương lắm cả nhà ơi. Rồi lên liền cho em mã 24 CL, Nguyễn Kiên. Bữa hôm qua mấy bữa mai là đồ bé còn xịn đúng không? Ngày mai còn xịn nữa nha mấy chị nha.
Rồi lên liền che mã, dùng che mã 24 lên size vô cho em. Em có cho mình là size M, em có cho mình là size L, 99 ngàn. Nó xịn lắm cả nhà ơi. Lần đầu tiên em bán được cái quần hàng Quảng Châu mà kiểu như là hàng mà 300 á cả nhà. Quảng Châu thì nó cũng có, cũng có nhiều giá nha mấy chị yêu nha, nhiều loại, nhưng mà mấy chị thử cầm cái quần này về đi cả nhà ơi nha, rất là xịn luôn. Chỉ có 99 ngàn thôi. Mã 4 size L hiện trong. Rồi dùng cho em mã 24 lên size vô, dùng cho em size M và size L dùng cho em. Cái dùng cho em mã 24 kèm size ML mấy chị. 24 kèm size ML nha. Rồi lên liền cho em mã, dùng cho em mã 20. Mã 4 size L Phương Phương. 25 dùng cho em 119 ngàn có sỉ dùng. Mã 4 size M Thu Trần. Rồi lên liền cho em mã 25 119 ngàn có sỉ dùng cho em. Trời ơi. Cái này mấy bà không chốt thì thôi nha. Nha, có option cho mình luôn rồi nha mấy chị nha. Quần caro là phông dài dùm cho em, kèm cho mình áo này cả nhà nè. Nha mấy chị yêu nha, cái bộ hàng Quảng Châu mấy chị về mấy chị cầm hàng lên đi nha mấy chị yêu nha. Nó sẽ khác hẳn luôn, khác hẳn với hàng mình nha mấy chị yêu nha. Một trời một vực nha mấy bà nha. Rồi lên liền cho em mã 24 thì chỉ còn size L thôi à. 275 ngàn nè, bộ trái tim xanh này cả nhà. 275 dùm cho em nè, 275 dùng cho Hải nha mấy chị yêu nha. Đó là giá sỉ nha mấy chị yêu nha, chứ không phải là giá lẻ đâu. 119 ngàn có sỉ dùng cho em, lấy về mang liền cả nhà. Lên liền cho em mã 25 dùng cho em, 119 ngàn dùng cho em. Đi dùng cho em mã 25 119. 25 cho tâm an. Cứ dùng cho em mã 26 size L dùng cho em 99 ngàn. Xỉu quá mấy chị nghe. Thiệt, bán cái quần này là xỉu nha. Xỉu 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 nha mấy chị yêu nha. Càng ngày hàng nó càng đỉnh mấy chị nha, mà nó rẻ quá luôn á. 99 ngàn mấy chị. 25 cho thể lâm. Cái quần này mấy chị nè, xịn không? Lên liền che mã. Rồi lên liền che mã mấy chị. Nó nè, đồ bé rồi. Đây mấy chị, nguyên cái bao của nó là như thế này nè mấy chị nè. Tất cả là cái bao đồ bé ngày mai cả nhà, nó là hãng con vịt như thế này. Nhưng mấy chị nha, và nó có mã, có mã mà cái mã tròn tròn mà mã hàng giả này kia luôn nè mấy chị nè, nó xịn lắm nha. Ngày mai đi chín rủ em lên cho mấy chị nha. Đây nè, đó cái hãng con vịt như này đây nha mấy chị nha. Ngày mai nha mấy chị nha, đó đó đó, xịn lắm. Rồi lên liền cho em mã 20 26 dùng em, size L dùng cho em. 26 này L nha, 60 kg rửa lại mang được cho em luôn. Có 5 con, có 4 con. Rồi em có được 4 con mấy chị ơi nha. Không đồ bé bây giờ lên không được đâu cả nhà ơi, tại vì đồ mình lớn nhiều lắm mấy chị, đồ bé hả chưa lên được. Rồi lên liền cho em mã 20. Hai mấy anh? 26 dùng cho em. Mã 26. Sao có sai rồi. 26 size L không đó anh. Thôi sao có xe lờ cái gì hả? Mấy chị ok chị đã hãy coi có hơn nhìn mấy chị. Thôi sao lờ dân dân. Cái bà không chốt con áo thì em buồn lắm luôn á, thật sự luôn á. Em về. Thôi sao Phương Phương. Hàng 250 ngàn nè mấy chị nè. Bán có 89. Thôi sao thằng dây lên. 89 ngàn có sỉ nha. Chị nào mà lấy sỉ cái áo này hàng Ninh Hiệp là biết hết rồi nha. Em không nói dốc mấy chị đâu. Thôi sao chơi đi văn phòng. Áo hãng này nè mấy chị nè. Hết mã thì sao à? Hai mấy? 27 dùm cho em. Lý do vì sao mà mấy đợt này mấy chị thấy ông không like áo thông thường nha. Nhưng mấy chịu nha. Năm nay hàng Quảng Châu nó 25 em hết rồi. Người ta nhập được rồi nên là em về toàn phong Quảng Châu xịn cho mình thôi. Mỗi năm em like con áo này là trên hàng 160-170 đó cả nha. Trên 160-170 nha. Chị nào biết hàng xịn là biết, chị nào biết em mấy năm trước là biết em like mấy con áo này giá bao nhiêu nha mấy chịu nha. Mà năm nay em like cho mình có 89 ngàn có sỉ đó cả nha. Nhìn cái con áo hàng nó rất là xịn nha mấy chịu nha. Lên liền cho em mà 27 nhân viên. Cái dùng cho em mã 27 dùng cho em. 27 nha mấy chị yêu nha. 89 ngàn dùng cho em có sỉ dùng cho em nha mấy chị yêu nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 20. 27 dùng cho em. Lên liền cho em mã 27 đi cả nha. Chốt liền cho em mã 27. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em 20. 28 dùng cho em nè. Rồi lên liền cho em mã 28 nè mấy chị nè. 28 119 ngàn có sỉ dùng cho em, cầm hàng nha mấy chị yêu nha. Rất là xịn sò luôn, áo cho mình nè, kèm cho mình quần nè. Nha mấy chị nha, mấy chị nhìn cái quần caro dùng cho em nè. Thẳng tăm tắp luôn nha mấy chị nha, phông dài phông to. Và túi của nó rất là sâu cho mình luôn nha mấy chị. Chị chào Nguyễn ơi, đơn hàng của mình là cái lấy là gửi quên rồi, chị ơi lúc chiều em gọi nhiều nghe máy á. Rồi lên liền cho em mã 27. Rồi lên liền cho em mã 28, trái tim xăm dùng cho em nha. Giá của nó là 275 ngàn, giá sỉ nè cả nhà. 27 mà Phương.
Rồi chiều lấy chốt là dùng cho em mã 28, dùng cho em 119 ngàn. Thôi vậy Phương Phương. Rồi ghi dùng cho em mã 28, 119 ngàn mấy chị. Thôi vậy Mimi dặn hai con. 119 ngàn nha, chiều lấy chốt là dùng cho em mã 28, dùng cho em 28 nha cả nhà nha, 119 ngàn bộ dùng cho em. Trời ơi đẹp quá cả nhà ơi, xuất sắc luôn ấy. Nha mấy chị nha. Rồi chốt liền cho em mã 28, 28 dùng cho em, 119 ngàn dùng cho em. Áo phong xịn nha, kèm cho mình dùng caro dùng cho em này, nguyên set luôn. Cái set là Hải có hình cho mình rồi nha. Rồi chiều lấy chốt kia dùng cho em mã 28 dùng. 27 còn một con cho Phạm Duyên. Nha mấy chị nha, 119 ngàn dùng cho em. Cái bộ 25 nó y như vậy nè chị nè, nhưng mà nó khác cái áo thôi. Cái áo lúc nãy là màu kia, còn cái áo này là màu này mấy chị. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Tay phong E&V của mấy chị đây. P&R nha mấy chị hiểu nha, mê luôn. Rồi lên liền cho em mã 20, 29 dùng cho em nè, đẹp quá thiệt. Lên liền cho em mã 29, 89 ngàn. Lên liền cho em mã 29 dùng cho em, 89 ngàn dùng cho em. Cái quần đó cho đi con Phụng có, mở ra nè. Mở sáng đó, chốc lộn đó. Rồi lên liền cho em mã 29, 89 ngàn dùng cho em. 29 nha mấy chị hiểu nha, 89 ngàn phong P&R dùng cho em. E&R nha mấy chị hiểu nha, 100% là hàng Quảng Châu luôn ha. Không phải là E&R mà E&R hàng xưởng lên đâu nha mấy chị hiểu nha. 100% là hàng xịn cho mấy chị luôn. 28 cho qua hồn. Hai tát dữ này cho mấy chị hiểu nha. Rồi lên liền cho em mã 29 dùng cho em, giá là 89 ngàn. Rồi lên liền cho em mã 29, 89 ngàn dùng cho em. Giờ lấy 28 bằng 19 lên mã, 28 bằng 19 lên. 29 nhiều nhiều. Không xịn, lên liền cho em mã 29. Hai dính ba con gen gen. Rồi con này nó được có ba con mấy chị, nhưng mà nó size S, mấy chị mặc mờ cho em được thì đây nè. Co giãn nè. Không sợ bị chặt mông luôn, mông cũng co giãn cho mình luôn. Hai dính cho con Trình. Rồi lên liền cho em mã 3099 nè. Hai dính cho Thu Trần. Cái mã này nó sẽ khác cái mã lúc nãy nha, nó sẽ hai dính Nguyễn Kiên. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 30. Hai dính cho Kylie. 30 nha mấy chị nha. 99 ngàn dùng cho em. Cái này về chung đơn với Bảo Bình đúng không chị ơi? Rồi lên liền cho em mã 30 dùng cho em đúng không? Rồi chốt liền cho em mã 30, 99 ngàn. 290 đạ. Co giãn cho mấy chị này. Ok, cái liền rồi. Co giãn cho mấy chị nha, co giãn nhiều lắm. Con này mấy chị nào mà 55kg. 290 còn một con nhiều nữa chứ luôn cho em nha. Không sợ bị đùi luôn nha mấy chị ơi nha, chặt đùi này kia luôn. Lên liền cho em mã 30 dùng cho em, 99 ngàn dùng cho em, được có 3 con thôi mấy chị. 30 là cho em 99 ngàn hả? Thôi cả nhà ơi, chất rất là đẹp nha. Ở đây của nó là sẽ là áo hồng 29 em còn một con đó mấy chị ơi. Tác gia như này nhưng mới chịu nha, kèm túi cho mình luôn. Lên liền cho em mã dùng cho em mã 30 dùng cho em, 99 ngàn dùng cho em nha. Quần dùng cho em, quần sọt á cả nhà. Quần sọt nha mới chịu nha. Cái này mấy chị mang mùa hè mặc với lại à. Áo thun này kia cực kỳ thích luôn á. Đơn giản dễ mặc mấy chị. Lên liền cho em mã dùng cho em 30 hãy lên. Lên liền cho em mã 30. 29 thêm cho Mimi đặt. Rồi chốt liền cho em, cảm ơn chế nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã mấy anh? 31 dùng cho em, size M dùng cho em, 119 ngàn. Wow. Nó nhìn cái phát thôi là ăn. Đây mấy chị. 31 size M dùng cho em, 100 mấy nữa? 109 ngàn, có sĩ dùng cho em 109 nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 30, 31 có quần bên trong nha mấy chị nha. Size M dùng cho em, M nhưng mà nó to lắm cả nhà ơi. M này mấy bà mang L được luôn ấy, co giãn có quần bên trong. Và bên chị nhìn tát dùng cho em nè. Cái tát của nó nha mấy chị nha. Đây. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 10, 31 dùng cho em. Lên liền cho em mã 31. 109 ngàn có sĩ dùng cho em. 109 nha. Giờ lấy ghi dùng cho em mã 31. 31 này hãy có M thôi chị. Cái này hãy về hàng sale á, nên là về theo size á, chứ nó không có ri. Hai con gen gen. Nha, nó không có ri mấy chị ơi, nó có size á chị thì thuê. Chị thì thuê lên lên size dùng cho em nè, size M á chị. Rồi lên liền cho em mã 31 nè. Cái dùng cho em mã 31. 31 hai con Nguyễn Kiên. 31 Mimi đàn. 31 qua hồng còn 1 con hết, mã 31 rồi. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 30. 32 này cho hai con sao gì? Sao gì nữa đi. Trời. Quá đẹp nha mấy chị ơi nha. Em là em ghiền cái này đang say mờ luôn. 32 say mờ mấy chị. 89 ngàn. Em nói thiệt luôn á. Em rất là ghiền cái quần vải này nha. Bà nào mà thường xuyên xem like em là em trùm mặt cái quần vải mà hàng Thái như thế này. Phong Thái á, cả nhà em hay gọi là phong Thái á. Và nó sẽ tặng kèm cho mình một cái đai. Cái đai của nó rất là đẹp nha. 32 size M dùm cho em.
cái đai siêu siêu đẹp luôn nha mấy chị nha, đai của nó này. Nhưng mà nó có size M không? Lên liền cho em mã 3289.000 size M dùng cho hả? 32 size M 89.000. Cứ dùng cho em mã 32 size M dùng cho em nha. 32 M dùng cho em, có túi cho mình. Có túi nha cả nhà nha, size M đó. Rồi lên liền cho em mã 32 size M. 32 M dùng cho em nha mấy chị nha, kèm cho mình cái đai này. Ôi cái đai của nó đẹp ghê chưa? Cái đai đẹp chưa mấy chị ơi, xuất sắc nha. Rồi cứ dùng cho em mã 32 size M dùng cho em. 32 M đi cả nhà. Chốt là dùng cho em mã 32 size M. 32 M dùng cho em giá là 89.000 dùng cho em. 32 M 89.000 có sỉ nha mấy chị. 89.000 size M. Rồi cứ dùng cho em mã 32. 32 Nguyễn Kim. Phong Thái dùng cho em kèm cho mình đai nực. Đai nực nha. Rồi lấy 32 đi 32 dùng cho em. 32 Nguyễn Kim. $33.79 có sỉ. Rồi lên liền cho em mã 33 dùng cho em, vải đẹp lắm cả nhà. Ok Nguyễn Kiên à. Ba cái màu Nguyễn Kiên. Vải đẹp không mấy chị ơi. Ba cái bạn Minh Trần. Trời ơi em nói là vải xuất sắc luôn. Ba Thu Trần. Rồi lên liền cho em mã 33.79 dùng cho em. Cái quần này, cái áo này mà mấy chị. Lên mã 32, lên mã 32, 69.000 cho em đi ạ. Mấy chị mặc cái quần ống lê đi. Trời ơi xuất sắc luôn ấy. Nha. Rồi lên liền cho em mã 33 dùng cho em, 79.000 dùng cho em. Lên liền cho em mã 33, nó sẽ có co giãn cho mình. Co giãn nha, mấy chị nhìn cái vải dùng cho Hải nè. 79.000 dùng cho em nha, vải rất là đẹp mấy chị. Vải đẹp lắm, không phải là chắc mà chắc vuông găng đâu nha mấy chị nha. Rồi lên liền cho em mã 33 dùng cho em. Lên liền cho em mã 33. Cái này mấy chị không có sợ bị lộ ngực đâu nha. Ý là mình mang tới đâu á thì mình ưng gài nút cũng được nha. Còn không thì mình gỡ nút cũng được cả nha. Nha mấy chị nha, tùy may. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 33 dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã 33 dùng cho em, giá là 79.000 dùng cho em. Lên liền cho em mã 33 79.000. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 33 dùng cho em. Ăn xem gì không? 33 79.000 cho em đi ạ. Rồi lên váy Barbie doll này chưa có lên đâu cả nhà ơi. Váy Barbie doll này chắc phải là ngày mai ngày thứ hai. 33 dùng xuống đây. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 33 dùng. 33 vô đoàn. 33 nha mấy chịu nha, 79.000 dùng cho em. Xem lo chấm bài tương tán chài cho cả nhà. Lên mã 33 lên cho em 79.000 ạ. Rồi lên cho mình một con áo phông hãng. Xem lo chấm bài tương tán chia sẻ like cho em đó chị ơi. Đẹp nhất mắt đó bà ơi. 30 34 dùng cho em. Lên liền cho em mã 34 89.000. U là trời. Cái phô méo nè. Lên liền cho em mã 34 dùng cho em. 33 cho Phạm. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 30 34 dùng cho em đi cả nhà. 34 nha, 89.000 phong xịn nha. 33 Phạm Nhiên. 33 Song Ngư. Bán hết bao bì của nó. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã 34 dùng cho em. Chốt là dùng cho em mã 34. 34 hàng xịn nha mấy chị hiểu nha. Xịn sò lắm luôn á cả nhà ơi. Chốt em mã 34 89.000. Rồi lên liền cho em mã 34 89.000. 34 Nguyễn Kiên. Rồi chốt liền cho em mã 34 đi cả nhà. Một con phong xịn nha. Mấy chị về mấy chị cầm cái phong em like 89.000. 34 Diều Diều. Chắc chắn nó phải khác hàng 69.000. Chắc chắn nó sẽ khác hàng 59.000 nha mấy chị hiểu nha. Còn 100% là phải khác hàng 3158 rồi mấy chị hiểu nha. Tất nhiên là phải xịn hơn nha. Đảm bảo mấy chị áo này trên 200.000 đó. Trên 200 nha mấy chị hiểu nha. Giờ lấy 34 ghi 34 dùm chứ. Giá là 89.000 dùm chứ. Lên liền cho em mã 34 89.000. Tức ghê mấy bạn nha. 34 Phạm Duyên. Nghĩ sao size L được 3 con. Dễ điên không mấy chị. 3 con. Ba tư yên yên hả con? Lên liền cho em mã 35 size L 3 con mấy chị. 99.000 dùng cho em. Dĩ đi không mấy bạn? Ba tư Hồ Phương. 3 con thôi nha. 99.000 size L dùng cho em. 3 con duy nhất. 3 con duy nhất nha. Size L dùng cho em. L nha cả nhà nha. 35. Rồi lên liền cho em mã 35 size L. Ba tư Thu Trần. Ba tư Phạm Hương. Ba con nha mấy chị ơi nha. Lên liền cho em mã dùng cho em mã 35. 35 hai con cho Yên. À 35 size L cho anh Yên. Rồi lên liền cho em mã 36. 35 Nguyễn Kim. SML dùng cho em.
Rồi lên liền. 35 còn một con xe L thôi chị, thì phải cho chị một con xe L ha. Rồi lên liền kem mã, dùng kem mã 30 36. Em có cho mình là size S, size M, size L 149.000, không đẹp, không lấy tiền với chị con chân quái này luôn, nói thật với chị luôn á nha. Em nói là chuẩn quần mấy chị mua ở ngoài là 250.000. Chuẩn quần 250.000 nha mấy chị luôn nha. Rồi lên liền kem mã, dùng kem mã 20, mã 36 dùng kem. Em có cho mình là size S, size M, size L nha, chuẩn hàng 250 ngòi đó. Chị nào lấy thì chốt nhanh dùng cho em 149.000, có sĩ dùng cho em bao giá toàn quốc cho mấy bà luôn á. 36 một đôi hoàng duyên. Cho em mã 36 kèm size và cái quần, cái chân quái này mặc rất là đẹp cả nhà ơi, mặc đẹp lắm. Rồi lên 36 mở lời cho em. Này là giá nhiêu đó em? Giá nhiêu đó chị? Chị like từng giá đó em ơi. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em, đâu có đồng giá đâu mấy chị ơi. Rồi lên liền 36 ai đi cho con hồng. 36 mấy chị lên size vô dùng cho em, size S, size M, size L dùng cho em 149.000. 36 size M 149.000 dùng cho em, chị lấy thì chốt liền cho em. Có rồi chị Phạm Hương. Đẹp chút nha. Chị Phan Ngân đến mới mặc làm sao gọi cho em à. Sao mà đẹp quá mấy chị ơi. 37 36 size L trong trần. Có cái mèo này. Chị có hàng Quảng Châu mà. 36 một ri cho Tiệp Hy. Hàng này nó mới lên cái màu nó đẹp như thế này nha mấy chịu nha. Còn mình không bao giờ lên được cái màu xanh như thế này đâu nha mấy chịu nha. 37 dùng cho em. 36 cho L Thí Kiều. Phong vừa dùng cho em nha. Lên liền cho em mã 37-89.000 dùng cho em nè. Trời ơi bao mà. Cái bao mà dồn dồn như thế này là biết phong hàng Quảng Châu rồi. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 37-89.000 dùng cho em. Lên liền cho em mã 37 dùng cho em. Phong vừa dùng cho em nha. Rồi chốt liền cho em mã dùng cho em mã 37 dùng cho em 89.000 dùng cho em. 37 hai con cho Nguyễn Kim. Rồi liền cho em mã 37 89.000. 37 Hoàng Duyên. Rồi cứ dùng cho em mã 37 89.000 dùng cho em. 37 đi cả nhà, 89.000. Mấy chị ơi, bộ hộp hình này mấy chị 201. 38. Rồi lên liền cho em mã 38 dùng cho em này cả nhà. Rồi cái dùng cho em mã 38 dùng cho em, giá là 119.000 có sỉ dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã 38 119.000 có sỉ cho em. Bảo vệ hai con nhanh nhanh. Rồi lên liền cho em mã 38 119.000 có sỉ nha cả nhà nha. 119 dùng cho em. Bảo vệ cho kim xoa. Bộ xám dùng cho em nè. Hôm 65 cái đổ lại men được cho em luôn. 65 cái đổ lại cho em nha. Mấy chị nè. Quần của nó túi rất là sâu luôn, rất là đẹp luôn nha mấy chị nha. Sỉ không là 119.000 thôi cả nhà, nhưng mà chất rất là đẹp nha. Rồi lên liền 38. Rồi cái dùng cho em mã 38 119.000. 119 có sỉ dùng. Hết mã 37 à. À em lên. Số tầng dạ. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 38 119.000 có sỉ dùng cho. Lên liền cho em mã 38 119. 38 nha mấy chịu nha. Lên liền cho em mã 38, chút mã 38 mấy chị. 38 lên cho em 119 hết mã 37 thôi ạ. Con hồng mày đi nha. Hết mã 37 mấy chị hả? 38 đi sao đây? Lên con hồng mày nha. Trời ơi mấy chị ơi. Một con quá nè. Rồi cứ dùng cho em mã dùng cho em nè. Mã mấy? 39 dùng cho em. Ủa chưa chưa. Đẹp quá mấy chị nghe. Nè. Đã nha mấy chị nha. Nhìn cái hàng của nó nè, xịn chưa mấy chị nè. Lên liền cho em mã dùng cho em. Mã 39 dùng cho em. Trời ơi, xuất sắc nha. Lên liền cho em mã 39 dùng cho em. Lên liền cho em mã 39 dùng cho Hải nha. 89.000 dùng cho em. Lên liền cho em mã 39 89.000 dùng cho anh. 39 89.000 nha mấy chịu nha. Phong y and recent cho em luôn nè. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em 39 cài liền. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 39 dùng cho anh. 39 yên yên. Hồi xin quá chị mặc ở đâu nhỉ? Hả? Giờ nãy chị lấy ở đây 39 Mỹ Xuyên. Mà chính dùng xù rây. À, à, đẹp quá chưa. Từ đấy một chút nha, cũng coi cái này. Mà chính Phạm Hiên. Rồi lên liền cho em mã 40. Em có cho mình là mà chính Lưu Thị Phạm. Size S và size M mấy chị. SM coi vậy nè. Trời, đẹp quá luôn á.
Cái link đó mã 39 đó ạ. 39 My Vương. Rồi lên liền cho em mã 40. 39 Thu Trần. 40 lên size SM dùng cho em. 40 kèm size SM nha. 99 ngàn dùng cho em. Nhưng mà nó xịn quá cả nhà ơi. Mê lắm luôn ấy. Chị nhìn cái đường quần kinh nó làm bo viền bên trong cho mình. Bo viền nha mới chịu nha. Nhìn cái màu trên giá cho em. 40 lên size vô dùng cho em size S hay 10, 99 ngàn. 99 ngàn nhưng mà được cái nó xịn lắm cả nhà. Được cái rất là xịn nha. Lên liền cho em mã 40 lên size vô dùng cho em size S hay 10 liền đi. Mình to giải nha. Babydoll hôm nay chưa có lên đâu cả nhà ơi. Babydoll nếu mà ngày mai mà nó về buổi sáng thì chưa em lên cho mấy chị nha. Còn không thì mấy chị tối nha mấy chị nha. Không thì có hồi nhiều hồi tối mai có là lay túi cũng có nữa. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Rồi cái dùng cho em mã dùng cho em mã 40 lên size SM dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã 40 kèm size dùng em size SM dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 40 lên size SM. 40 kèm size SM dùng cho em. 40 lên size nha cả nhà ơi, size S size M cho chị cái không xanh chị đang mặc đi. Bên dính nhà. 40 màu miệng kiên. 40 hết màu vàng kiên. Rồi 41 áo nhà Hải đang mang 89 ngàn. Rồi lên liền cho em mã 41 89 ngàn. 40 em chỉ còn size M thôi mấy chị ơi, hết hết rồi. Rồi lên 40 gian size M. Rồi lên liền cho em mã 41 dùng cho em 89 ngàn. 40 cho khoa hồng 2 con size M. Rồi lên liền cho em mã 41 89 ngàn. Phong xanh dùng cho em nha mấy chị nha. Phong xanh con vịt dùng cho em. Lò mít cây dùng cho em. Ở dưới đây của nó sẽ là king size nha. 40 em chỉ còn size M không có hết mấy chị hết hết rồi. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 41 dùng cho em. 40 em còn size M thôi cả nhà. Chị nói lấy 40M cái 40M dùng cho em ha. Rồi lên liền cho em mã 41 dùng cho em. Mickey xanh dùng cho em 89 ngàn có sỉ dùng cho em. Phong xịn nha, chị nào mà ưng phong xịn thì mấy chị lấy liền đi. Mấy cái hàng này có ít lắm, chị lấy ghi dùng cho em mã dùng cho em. Còn xinh quá mà có cái gì đây. 41 còn rồi. 41 ai con qua hồng. Cái này em có được size S rồi. Em có được SM nha, 42 SM 89 ngàn. Ờ mà nó có được không? À mỗi size được 2 con, SM 89 ngàn. Thì lúc đó là không dám nhập cái này tại vì nhập rất là đắt luôn, trăm mấy ngàn một con mấy chị đây nè. Nha, có S có M, 4 mấy? 42 SM dùng cho em, 89 ngàn dùng cho em. Có quần bên trong luôn cho Hải luôn. Hàng Quảng Châu luôn nha mấy chị nha, dập ly dùng cho em. Dập ly nha, chiều lấy thì ghi dùng cho em mã 42. 42 kèm size vô dùng cho em, size F và size M dùng cho em nha. Chương quái dập ly dùng cho em, SM 89. 42 M dành cho em. Cái này hãy có được cho mình được hai con M, hai con S á. Chị nào lấy 42 ghi 42. 42 kèm size SM ạ. Chương quái này mỗi chị mùa hè mình mặc với áo. Xem like chấm bài tương tác, chia sẻ like cho em giờ. Áo đẹp lắm đó cả nhà. Giờ lấy ghi dùng cho em mà 42. Ôi là trời. Chương quái em mang rất là buồn. Nó chỉ có cho mình là size S thôi mấy chị ơi, 99 ngàn mã mấy anh? 43 size S. Cho em cái chân váy nâu, lấy size L anh. Rồi lên liền cho em mã 43, chân váy em đang mặc. Nó chỉ có size L thôi cả nhà, nó chỉ có size S thôi cả nhà. S thôi nha mấy chị nha. Giá là 99 ngàn, 109 ngàn cả nhà. 109 nha, size S thôi cả nhà. Lên liền cho em mã 43 dùng cho em, 43 size S nha mấy chị nha. Lên liền cho em mà 43 size S dùng cho em 99 ngàn, nó chỉ có S thôi. Alo 109 ngàn có sỉ. 109 có 43 S trên viên 109. Rồi lên liền cho em mã 44, em có S và M. Còn S không anh? 44 SM đâu cả nhà. 43 109 hai con phải không? Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 44 lên. 43 mini đặng. 109. Rồi lên liền cho em mã 44, em có SM nha, 109 ngàn hàng Lan Lâm. À, cái này ML L. Cái này ML nè. Rồi lên liền cho em mã 44 chỉ có SM thôi cả nhà. Rồi lên liền cho em mã 45 liền cho em nè. 45 89 ngàn. Em có cho mình là size M với size L. M và L cái này là quần. Quần nha, chị nào lấy đi em mã 45. ML đúng không?
Rồi lên liền cho em mã 45ML dùng cho em. 45ML nha. Giá là 89.000đ. Quần dùng cho em. Quần nha mấy chị ơi nha. Quần size vô bao nhiêu? 45. 89.000đ đi nha. 45 89.000ML dùng cho em. Hả? 45L phương tròn, phường tròn. Chị cái sọc à, sọc đen đó. 45ML nhanh nhanh. Rồi lên liền cho em mã 45. Rồi. Ừ. Siêu phẩm mấy chị ơi. 45cm đậu thì khuyến. 46 dùng cho em 89.000. Trời ơi em nói ừ. Là nó nhức nách mấy bà ơi. Đây đây nha. Ở đây của nó là chữ nhung này cả nhà. Cái này nó là in nhung, hàng nhung quá cả nhà. Là mấy chị biết hàng của nó là hàng cao cấp rồi đó cả nhà. Nhung 4cm đến vừa 179. Nhung nha mấy triệu nha, rất là xịn luôn. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. 44 là cái khung hoặc cái váy này. Rồi lên liền cho em mã 45cm cho chị Thương Nguyễn. Một cái này là 46 chứ, 46 đúng không? 46, 89.000 có sĩ dùng cho em. Lên liền cho em mã 46 đi cả nhà. Giờ cái này chị nào bán sốt quá mấy chị lấy đi cả nhà. Nó là một con phong xịn đó, hàng phong xịn đó cả nhà. Phong xịn dùng cho em ha, 1988 dùng cho em. Thì kỳ nào mà ưng tỉnh mấy chị về mấy chị sờ chắc thử đi nha mấy chị đi nha. Ừ. Mấy chị về cứ sờ thử chắc đi cả nhà ơi, mê lắm nha mấy chị đi nha. Rồi lên liền cho em, ok chị Phượng nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Cái dùng cho em mã 46 dùng cho em. Lên liền cho hải mã 46, 89.000. Cái dùng cho em mã 46 Nguyễn Kiên. 46 hai con dên dên. Cái này có một bộ hay sao nhỉ, dùng cho chị một bộ. Một bộ hả? 46 Phạm Duyên. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. 46 ba con hoa hồng. 47 em có một bộ đâu cả nhà. 46 Kim An. 47 hãy có một bộ nè, chị nào lấy không? 119.000 có sỉ đó. 46 Thu Tròn. Có bộ thôi. Bùi à? Một bộ duy nhất à. Váy đỏ phía sau là 159.000 á, lộn, 179.000 có F và có M. Chị nào lấy váy đỏ phía sau thì váy đỏ 179.000. 46 Đinh Nga. Rồi lên liền cho em mã 47, có bộ đâu cả nhà ơi, một bộ duy nhất luôn. 46 Lê Trang. Một bộ duy nhất nha. 46 Nguyễn Quỳnh. Rồi lên liền cho em mã 48. 48 nha mấy chị. 47 119 chị, 47 119 cho chị Thu Trần. Chị Thu Trần chọn thêm thì cọc thêm giúp em 200 rồi tài khoản đi rồi số tiền chị nha. Ở đây của cái nó gì cho nha. Mình được đó thôi chị ạ. Nó không phải là nó cái gì ta? Nó không phải là mà hình dáng đâu nha. Mà cái của nó này mấy chị nè. Nó lạ sao á. Thu Trần chọn thêm thì gọc thêm với em rồi. Gọc cho em đi chỗ đi chỗ đó mấy chị nhớ. Lên liền cho em mã dùng cho em mã 48 dùng cho em. Cái dùng cho em mã 48 rồi nha. Rồi lên liền cho em mã 48 dùng cho em. Chúc em mã 48 cô giáo mấy chị à. Tặng túi hay là tặng gì cả nhà ơi. Chứ tặng quần áo mình không biết size của người ta cả nhà kìa. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 48 dùng cho em. 89.000 dùng cho em, màu rất là đẹp nha cả nhà nha. Màu cốm cốm ấy, đẹp lắm. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 48 dùng cho em. Chà leo dùng cho em ha. Chà leo nha mấy chịu nha. Chất của nó đẹp lắm. Lên liền cho em mã 48, 89.000 dùng cho em. Cái dùng cho em mã 48 phôn rất là đẹp nha cả nhà nha. Phôm xịn sò. Phôm đá Mỹ Xuyên. Rồi nhớ cho chị cứ cục quần như thế. Rồi lên liền cho em mã 48, 89.000 đi cả nhà. Phôm đá Hoàng Duyên. Lên liền cho em mã 48, 89.000. Chị Lê Nana lúc chiều chị có cái đơn hàng mà em gọi không nghe máy chị nha. Chị cũng có cặp rồi. Cặp 1 trần gì rồi rồi. À. 48 Dung Suri. Giờ lấy về cho em mã 48, 89.000 ạ. Đơn đi rồi thì lần chi bay nha. Đơn mình đi rồi à. Rồi lên liền mã 49. Trời ơi, sao viết đi trời ơi. Đấy, đỉnh hiền. Trời ơi. Lên liền cho em mã dùng cho em. Mã 40 mấy? 49 dùng cho em, 109.000. Lên size vô dùng cho em, size F với size M. FM thôi chị. Tuy thì cho chị tiệt hay F1 ha. Rồi lên liền cho em mã 49 lên size dùm em sẽ. Chị gọi lại bằng số nào chị Lina ơi, đâu nhận cuộc gọi nhỏ là của mình đâu chị ha. 109.000 dùm cho em. Nhìn hàng dùm cho em. Trời ơi nó có quần bên trong nha. Rồi lên liền cho em mã 49 lên size vô dùm cho em sang S size M.
49 kèm size SM dùng cho em 109.000 luôn vậy nha. Sáng tặng mấy chị 109 nha. Rồi lên liền cho em mà 49 lên size vô dùng cho em size SM. Cái này bộ nào nhiều nha. Bộ nào 49 size M đầu thì khuyến 49 lên size vô dùng cho em size SM. 49 các bạn chỉ có SM thôi chị đẹp hay á. 49 kèm size vô vậy nè. Buông chân lên mờ thì hay. Đó, nó ba con size M thôi mấy chị ơi. 50 M dùng cho em. 109.000 ba con thôi. 50 size M này mấy chị, ba con duy nhất. Ba con nha, coi giải cho mình. Ba con cả nha, 50 M 109. Giống hãy đang may nó. Buông chân lên M với mấy đặng. Ba con nha, 50. Này quá đẹp luôn á cả nhà, màu trắng dùng cho em. Cái này em lên bốn chín lên chỉ còn size M thôi mấy chị hả? Sao bữa nay lại còn M mấy chị? Ok chị Thu cần nha. 500. Rồi lên liền cho khoa học một con một hai con SM ha. Rồi lên liền cho em mã 51 mấy chị lên size á, lên màu dùng cho em. Màu cam, màu nâu với màu trắng. Cam nâu trắng. Màu trắng size M với anh chị em. Rồi em có cho mình là màu cam, màu nâu, màu trắng nha. Vải rất là đẹp luôn cả nhà. Mấy chị nhìn dùng cho em nha, mấy chị hiểu nha. Màu cam, màu nâu với màu trắng dùng cho em. Cam thì mấy chị mặc rất là trắng da nha mấy chị. Màu trắng da thì thay thêm một M. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 51 kèm màu vô dùng cho em. Màu trắng, màu nâu với màu cam dùng cho em. Quạt của nó sẽ là quạt bầu như thế này nè mấy chị nha. Rồi chị nào lấy màu gì của mình, màu đỏ dùng cho em cả nhà. Ba màu dùng cho em. Ba màu nha mấy chị hiểu nha. 79.000 dùng cho em. 49 chốt size M cho Phạm Duyên. Bao vải đẹp nha mấy chị hiểu nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Màu cam, màu nâu, màu trắng. Lên liền cho em mã 51 kèm màu. 50 là bao nhiêu? 50 là 109. 50 thì phải 2 con, à, 1 con, 50 duyên duyên 2 con. Là hết đó mấy. Rồi cái dùng che mã, dùng che mã 51 mấy chị kèm màu vô dùng che. Màu cam, màu nâu, màu trắng dùm em chút đi. Bao nhiêu? 89 à? 79.000. Rồi lên liền che mã dùng che màu cao, màu cam, màu nâu với lại màu trắng dùng che. 79.000. 51 trắng cho thì luôn. 51 lên màu dùng che. 51 trắng cho Kim Gia lên. Rồi lên tiếp cho mấy chị một con áo. 51 trắng cho Kay Liên. 51 nâu cho thì lên. 51 nâu Nguyên Di. 51 trắng Mimi Đặng. 51 cam trắng với Phạm Duyên. Rồi lên liền cho em mã 52 dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã 52 Phạm. Phong E&Ri dùng cho em. E&Ri tay này 51 nâu cho Kim Xoa. E&Ri xịn luôn cho mình luôn. 51 trắng với Phương Hân. Rồi lên liền cho em mã 52 dùng cho em, 89.000. Nó mất đủ màu bởi anh Duy. Cái chất của nó đẻ lắm cả nhà ơi, chất siêu siêu đẹp luôn. Nó mất trắng cho tôi nào. Rồi lên mã 52, 89.000 dùng cho em, vải đẹp. Nó mất cam cho Nabi. Vải đẹp lắm nha cả nhà nha, hàng E&Ray dùng cho em. Nó mất cam trắng cho tôi tròn. Rồi lên liền cho em mã 52 dùng cho em, 89.000 dùng cho em. Phong của nó là dáng vừa nha, không phải là dáng rộng nha mấy chị hiểu nha. Vừa vừa này mấy chị mặc quần baggy á cả nhà. Hoặc là mấy chị mặc với lại chân váy rin nha. Mặc với cái lại chân váy rinh này, mặc với lại quần rinh cũng rất là đẹp nha mấy chị ơi nha. Mặc với lại quần rinh mà dáng bôi hay dáng bét gươi á cả nhà. Mang lên rất là đẹp. Năm ai làm duyên. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 52 dùng. 52 cây liền. Lên liền cho em mã 52 dùng cho em nha. 89.000 dùng cho em. Lên liền cho em mã 52. Nga. 52 89.000 dùng cho em. Chờ ấy 52 ghi 52. 52 lên cho em ạ. Cho thì bà hay. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 53 dùng cho em. 53 nha, 119.000 dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã 53, 119.000 có sỉ dùng cho em nha. Bộ caro dùng cho em. Một con quần này cả nha, một con quần nha mấy chị hiểu nha. Xong rồi kèm cho mình một con áo luôn, rất là xịn nha, hàng Quảng Châu cao cấp luôn cho em luôn nha. 119.000 có sỉ dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 50,
53 dùng cho em. Chốt liền cho em mã 53 nha, 119 dùng cho em. Cái dùng cho em mã 53 119 ngàn dùng cho em. Bộ mã 53 lấy với 119 ngàn ạ. Em coi cái này sao mà nó thêm like chấm bài tương tác chào với nha cả nhà. Này có được size S không đó chị em. Rồi lên liền cho em mã 54 à. 54 này có size S không cả nhà. 54 size S này, 99 ngàn dùng cho em. 54 size S nha mấy chị hiểu nha. Nhìn tán dùng cho em đi. Nhưng mà con này em có được có vài hết con. Mới mà kìa, số tờ giúp em 51 cam lúc nãy cho thu bờ 79 ngàn. Vài con thôi nha mấy chị hiểu nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 50. Ừ. 54 dùng cho em size S dùng cho em 99 ngàn. Cái dùng cho em mã 54 size S 99 ngàn dùng cho em S thôi nha. 54 S cho Karin. 54 Huỳnh Diễm. Lên mã 54 giúp em giờ cho Phạm Duyên. Có liền cho em mã 54. 55 màu đen size S có một con. 55 size S một con cả nhà. 55 này là em có size S nha, cũng là màu đen cả nhà, màu đen nha. 55 8 54 cho cá lội mật thấp. Lên liền cho em mã 55, 55 màu đen dùng cho em. 55 qua hồn. Còn chút nha mấy chịu nha. Còn lên liền cho em mã 56, 89 ngàn. Chữ của nó sẽ là cái chữ su su á cả nhà, đây nè. Chữ su nha mấy chịu nha, đây nè mấy chị nè. Áo của nó là chữ su nè mấy chị. Nhưng mới chịu nha, đúng duy nhất được có một con, à được có lần, được có mấy con thôi, 8 con mấy chị, 8 con nha. Rồi lên liền cho em mã 50, 56 dùng cho em 89 ngàn, RNC xịn nha mới chịu nha, xịn nha mới chịu nha, chủ hàng Quảng Châu luôn. Của nó là su này mấy chị nè, kiểu của nó là chữ su nha. Rồi lên liền cho em mã 56 dùng cho em, cái dùng cho em mã 56 đi cả nhà. 56 nha mới chịu nha, giá là 99 ngàn dùng cho em, đây mấy chị nè, tán mát của nó nè, đẹp chưa? Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 56, 56 á, dần dần xuống 56 đây. Rồi lên liền cho em mã 56. Ủa có đen nữa hả? Rồi 89 nha. Ừ 89 nha, 57 có đen nữa mấy chị nè. Vậy là em về đủ bản màu đó. 56 thiệp hay. Ôi chị tưởng không có đen chứ. Rồi lên liền cho em mã 57 màu đen chút. Mấy chị 4 màu về cái về mang. 56 cây lên. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 57 màu đen. 57 đen dùng cho em, đây này quạt quạt bầu. 56 lên Nguyễn Thị Trang. Rồi lên liền cho em mã 57 dùng cho em, tưởng không có đen mấy chị không? Coi dễ nè. 56 Nguyễn Thị. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em vải này mấy chị. 57 màu đen nha. Trời ơi cái này 56 Phạm Duyên. Cái này mấy chị mang thôi luôn á, hè quá là mặt sướng nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 50, 57 dùng cho em. 57 đen nha mấy chị hiểu nha. Mặt ôm rất là đẹp luôn. 79 ngàn. Lên liền cho em 56 ăn ruby. 57 màu đen dùng cho em 79 ngàn. Còn gì nữa. Sao gì 56 nào bây. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 50, 58 size M dùng cho em 99 ngàn. Giá còn một con chi nhiên nhiên. Đẹp quá luôn á ấy ơi. Nhưng mà có size M không nha. Tại vì cái này em về là hàng hàng sale nên là về lẻ sai cả nhà ơi. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Đỉnh không? Cái nịch của nó đẹp nè. 57 liên gì? 58 em có mồ. Lên liền cho em mã 58 size M dùng cho em. Nhìn cái nịch là biết nè. Tác của nó này mấy chị nè. 57 bỏ thân thi. Yeah, made in Korea dùng cho em đây mấy chị nè. 57 tình lưu. Rồi lên liền cho em mã 58 size M 99 ngàn. 57 thu đào. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 58 size M kèm cho mình cái nịch như thế này nha. 58 này chỉ có M đâu cả nhà. 58 này có M nha. Lên liền cho em mã 58 M. Cái dùng cho em mã 58 size M dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã 58 M dùng cho em. 58 hai con thì vay 58 cho Nguyên Di. Nguyên Di không lấy, Nguyên Di không lấy. Năm tám Phạm Duyên hết rồi, năm tám ạ.
Rồi lên liền cho em mã, dùng cho em mã 50. 59 dùng cho em. Rồi chốt liền cho em mã, dùng cho em mã 59 dùng cho em. 89.000 phong y and recent luôn cả nhà. Trời ơi, cái màu cam nè. Đó, đàn nè, hỏi màu cam, chốt liền nha. Tôi dùng cho em mã, dùng cho em mã 50. 59 dùng cho em. Trời ơi, cái mèo mà còn là chủ nữa cả nhà ơi. Chủ nha, phong chủ nha. Cái vải của nó này mấy chị ơi, cái vải của nó dày lắm đó cả nhà. Nó vừa vừa cho mình, nó không có bị dày quá, nó không có bị mỏng quá nha mấy chị ơi nha. Nhưng mà đặc biệt là của nó là 100% là hàng cô tông luôn á cả nhà. Mặt siêu mát, siêu thoáng nha. Rồi lên liền cho em mã 59 dùng cho em. 89.000 dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã 59, 89.000 dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã 59, 89.000 đi cả nhà. 59, 89.000 dùng cho em nha. Chờ lấy 59 đi, 59 dùng cho em. 59 nguyện duyên. Đây chính là duyên. Cái này sai gì em thấy mà nè. 59 nguyện duyên. Mã 60 SML dùng cho em. 60 tiền size SML 139.000. 59 nguyện xoa. Rồi lên liền cho em mã 60 lên size SML 139. Giờ lấy mã 59, lấy mã 59 giúp em 89 ngàn ạ. Rồi lên liền cho em mã, dùng cho em mã 60 lên size dùng cho em. Size S, size M, size L dùng cho em 139 ngàn. Rồi khi dùng cho em mã 60 mới chị kèm size vô dùng cho em nha. Em có cho mình là size S, size M, size L chân vái dùng cho em 139 ngàn dùng cho em. 139 chân vái dùng. Lên liền cho em mã 60 kèm size S, M, L dùng cho em. Rồi khi dùng cho em mã 60 lên size nha mấy chị hiểu nha. Size S, size M, size L dùng cho em 139.000, 139 dùng cho em. 60 kèm size luôn. 60 hai đi cho qua hồng. Trời. Bộ này khách ơi, khách chốt liền cho em đi, em nói thiệt luôn á. Trời mê lắm nha mấy bạn nha. 60 M là Nguyễn. 61 dùng cho em. 200 mấy giá sỉ này cả nhà này. 60 ML Yen Yen. Em nói là cái quần của nó rất là Yen Yen, lúc nãy 60 có rồi Yen Yen ơi. Rồi lên liền cho em mã, dùng cho em mã 60. 61 dùng cho em. 60 lúc nãy Yen Yen có rồi nha. Rồi lên liền cho em mã 61, 119 ngàn có sỉ dùng cho em bao giá. 60 cho cam rõ sơ mờ. Mấy chị về mấy chị nhận hàng mấy cái bộ này đi cả nhà nha. Mấy chị cầm hàng lên đi, mấy chị thấy hàng Quảng Châu của nó xịn như thế nào nha mấy chị nha. Và mẫu của nó sẽ không có tràn lan như mình cái hot girl lấy nha mấy chị nha. Mẫu rất là đẹp luôn và vải rất là xịn nha mấy chị nha. Đây nè, không tự nhiên mà xấu mà người ta đi sỉ giá 201 đâu cả nhà, em nói thiệt luôn á. Nha mấy chị nha, không dễ gì mà bán một cái bộ mà đi sỉ 201 đâu nha mấy chị nha. Phải là đẹp mới bán được nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Cái dùng cho em mã 61 dùng cho em mấy bộ nha, có 4 bộ hả? Có 4 bộ thôi cả nhà ơi. 61 dùng cho em 5 bộ. 5 bộ hay là mấy bộ? Mấy chị ơi. 61 qua hồng 2 bộ. Số 1 cho Lan Nguyễn 65. 40kg vừa chú. Rồi lên liền cho em mã, dùng cho em mã mấy? Số 2. Trời ơi đẹp lắm cả nhà ơi, cái này là thi. Số 1 em hết à? Chữ là chữ theo nha cả nhà. Đỉnh đỏ đó là 179 có size SM gì ăn hình ha. Rồi lên liền cho em mã 62 dùng cho em. Lên liền cho em mã 62 dùng cho em. Các chị nhìn hàng dùng cho em nha. Bao bì tác mát của E&R dùng cho em nha mấy chị nha. Rồi lên liền cho em mã 62 dùng cho em. Giá là 89.000. Lên liền cho em mã 62. Chữ của nó sẽ là chữ theo luôn. Chữ theo nha cả nhà nha. Rồi lên liền cho em mã 62, 89.000 dùng cho em. Rồi ghi dùng cho em mã, dùng cho em mã 62 dùng cho em. 62 cho mấy triệu nha, 89.000 dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã 62, 89.000 đi cả nhà. 62, 62 mấy triệu, 89.000 dùng cho em. Chúc em mã 62. 62 Phạm Duyên. Đen dùng cho em nha, kim em mã 62. 62 Hiền Thu. Trời quá đỉnh luôn á. 63 dùng cho em, trời ơi, đẹp quá. Rồi lên liền cho em mã 63 đi. 62 thì hay. 62 mấy chị nha. Rồi em lên một con màu tím này. Rồi em chốt cho mình một con màu tím nha. 60. 63 dùng. 62 cho Hoàng Yến. Màu tím này mấy chị nè. Màu tím đẹp lắm luôn á. Dễ gì mà em vì áo con màu tím cả nhà ơi. Có con Quảng Châu, cái màu tím của nó rất là đẹp nha. 63 con màu tím. Nhưng mà con này có được có 5 con thôi. Hãy ôm được có 5 con thôi nha. Giờ lấy thì chốt liền cho em mã 63. Chị nào mà thích màu tím mấy chị lấy liền đi cả nhà. Màu tím mà mấy chị mặc với quần bét ghi, quần bôi nè mấy chị nha.
dán áo này mấy chị mặc áo phông được, mặc dán bếp ghi cũng được, mặc quần bếp ghi á nha mấy chị, yêu nha, quần rinh bếp ghi rất là đẹp mấy chị. Rồi lên liền cho em mã 63 dùng cho em, ghi dùng cho em mã 63 dùng cho em, giá là 89.000, phong xịn đó nha, phong xịn đấy. Lên liền cho em mã 63 cho chị cái bộ 63 kim xoa, 63 hình diễn. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em cho chị. Rồi lên liền cho em mã đi mấy chị, 63 63 thu trần. Rồi lên liền cho em mã 64 gần hết phong rồi đó cả nhà. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 64 dùng cho em nè. 64 của nó là nhung mấy chị, chữ của nó là chữ nhung nha mấy chị nha. Chữ là chữ nhung dùng cho em, chữ nhung nha mấy chị nha, sọc dùng cho em luôn. Con này là hàng 1988. Con phong này là 1988 nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 64 dùng cho em. Chốt liền cho em mã 64 nha mấy chị nha, sọc vàng dùng cho em. Sọc vàng nha mấy chị nha, giá là 89.000. Lên liền cho em mã 64 dùng cho em, 89.000 dùng cho em. Phong hàng 1988 nha mấy chị nha. Còn hồng không? Không biết còn hồng hay không mấy bạn. Bộ này bỏ ra luôn. 64 là cho em 89.000 à. Lên liền cho em mã 64 dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã 60. Rồi. 65 dùng cho em. Bộ kem vô dùng cho em. Rồi lên liền 64 cho em mã 65. Chà, dễ thương chưa bé. 64 song ngư. 64 ai con hoa hồng. Chút liền mấy bạn. 65 về 1.000 bộ nha. Mà nó chỉ có được có mấy bộ mà đuôi ra quần dưới này thôi nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. À, lên chân váy rinh chưa Hải, giờ lên rồi cho chị cái chân váy mà xòe xòe dưới này. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 65 dùng cho em 119.000. Lên liền cho em mã 65 119. 65 119. Cứ dùng cho em mã 65 đi cả nhà, 119.000 dùng cho em bộ dùng cho em. Rồi đây chân váy nha, 66 139.000 dùng em. 139 à. Rồi lên liền cho em mã 66 139 có sĩ dùng cho em. Chủng hàng đẹp cho mấy chị nha, 6 hoàn tiền. Nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em, cứ chuẩn mấy chị đi mua 250 nha mấy chị nha. Rồi lên liền cho em mã 66 139.000 dùng cho em. Lên liền cho em mã 66 139 SML dùng cho em. SML 69 Nguyễn 119. Rồi lên liền cho em mã 66 dùng cho em. Đợt trước mà chị nào khách sĩ mấy chị lấy, mấy chị cũng biết phôn rồi nha mấy chị nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 66 lên size vô dùng cho em. Size S, size M, size L dùng cho em 139.000 dùng cho em. 139 nha mấy tình yêu nha. Rồi lên liền cho em mã 66 kèm size SML dùng cho em 139.000. 139 có sỉ dùng cho em, lên nhanh cả nhà ơi. Rồi chốt liền cho em mã dùng cho em. 66 lên cho em 139 ạ. Rồi chốt liền cho em mã 66. 66 nha khách nha. SML dùng cho em 139.000 dùng cho em 139. Cái này được rồi, mấy chị nào lấy là mấy chị. 66 thì hay 1 ri. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 66. 66 mở lời nhiên nhiên. Kèm size vô dùng cho em nha. Size S, size M, size L vậy nha. Rồi lên liền cho em mã 66 kèm size SML mấy chị. 66 mở Trang Thị Lưu. 66 chị kèm size ạ. 66 SML Bàm Duyên. Rồi em về cho mình một con áo phong slim. Không xe linh nhưng mà hàng Quảng Châu nè cả nhà. 66 xe lờ với ông Lý. Nha mấy chị ơi nha, đường cổ của nó nè. Trương 66 xe hình diễm. Nó chỉ heo cho mình một cái hình của đây mấy 66 xe cánh mỏng đường vi. Hình này thôi mấy chị nha. Đơn giản nhưng mà rất là đẹp nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 60. 66 xe lờ yên lên. Rồi lên liền cho em mã 67 89.000 dùng cho em. 66 xe lờ ngay hình. Đơn giản nhưng mà đẹp nha mấy chị ơi nha. Phía sau của nó nè. Số 6 xe lờ mấy sao lây. Trơn nha mấy chị yêu nha, nhìn cổ dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã 67 dùng cho em. 89.000 dùng cho em. Cứ dùng cho em mã 67 89.000. Cứ dùng cho em mã 67 dùng cho em 89.000. Số 6 xe lờ Lan Nguyễn. Quá là đẹp luôn cả nhà ơi. À, 66 em chỉ còn size SM cái gì nha. Mã chân váy là mã 66 á chị, SM thôi chị. 66 em chỉ còn SM thôi. Rồi lên liền cho em mã 67 89.000. Phong xịn nha, phong xịn dùng cho em. 67 này có một mèo thôi cả nhà. 67 này 66 ngang hình có ML là chị gái, bây giờ sẽ lờ em hết rồi chị ạ. À. Em cho lúc nãy em cho chị một con ML, một con M, một con L. Đẹp quá cả nhà ơi. Nè. Đi em lấy cái bộ này đi em, xịn lắm luôn á, thiệt luôn á. Đây này. Cái quần của nó này 67 89 cho Nguyên Duyên.
nhưng mới chịu nha, cực kỳ xịn luôn á. 66 với mình có rồi ạ. Cùng caro siêu đẹp luôn mấy chị, 60 68 dùng chị. 67 Nguyễn Kim. Đúng mi luôn á cả nhà, 68 dùng chị. 67 Duyên Duyên hai con. Lên liền cho em mã 68. 119 ngàn, trời nó rẻ quá cả nhà. 67 Mỹ Xuyên. Rẻ quá trời rẻ luôn nha, 119 ngàn có sỉ nữa mấy bà ơi. Nha mấy chị nha. Rồi lên liền cho em mã 68. 67 Bình An. Rồi lên liền cho em mã 68 đi cả nhà. 68 dùng cho em, 119 ngàn dùng cho em. 67 Nghĩa Nguyễn. Lên liền cho em mã 68, 119 ngàn mấy chị. 68, 119. 67 Sông Ngư. Lên liền cho em mã 68. 67 Lê Trang. Rồi lên tiếp cho mấy chị một con son 1988 trơn. Của nó là Panda dùng cho em. Panda như các bạn nha. Trơn đẹp. Em hết mờ bởi 66 139 cho Ngao Hình. Chị 60. Ừ. 69 dùng cho em. 68 Mỹ Xuyên. Cũng là đơn giản mấy chị nha. Một cái chữ như này cho mình thôi. Rồi lên liền cho em mã 69. Rồi lên liền cho em mã 69 dùng cho em, 89 ngàn. 68 Bò. Rồi lên liền cho em mã 69, 89 ngàn dùng cho em. Đơn giản. 68 Duyên Duyên. Đơn giản rất là đẹp luôn. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 69. 68 cho bọn Thúy. Rồi cái dùng cho hải mã 69, 89 ngàn. Mấy chị cầm cái hãng 68 cho anh Ly. Hơn mà 68 à. Nha, cầm cái phong tịnh lên đi cả nhà ơi, sướng lắm á. 68 cho Thu Trần. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 69 dùng cho em công nha mấy chị nha, phong tịnh luôn á. 68 Lê Viên. 89 ngàn dùng cho em. Bỏ đi người mà cái này. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 69 thì cả nhà 89 ngàn. 69 Duyên Duyên. 275 ngàn nha mấy bà nha. Đó, up hình luôn rồi hè. Rồi cứ dùng cho em mã, dùng cho em mã 70 dùng cho em. 69 hai con Nguyễn Kim. Rồi lên liền cho em mã 70 dùng cho em 119 ngàn. Quá đẹp luôn. Đẹp chưa mấy chị ơi. Rồi lên liền cho em mã, dùng cho em mã 70 dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã 119 ngàn có sỉ dùng cho em nè. Éo này mấy chị nè. Kèm cho mình quần caro nha mấy chị nha. Con này mấy chị 65kg đổ lại mang được cho em luôn. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 70 dùng cho em. Quần caro dáng dài dùng cho em. Phạm Duyên. Kèm cho mình áo nha. 119 ngàn. Lên liền cho em mã dùng cho em mã 70 dùng cho em. Mã 70 nha cả nhà nha. 119 dùng cho em. 69 ngàn thôi. Không hả, không lên đồ bé cả nhà ơi. Con này không lên đồ bé nha. Cái như này lên đồ bé được cả nhà ơi. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 70 đi cả nhà. 71 này hãy có một bộ thôi. 71 hãy có một bộ đâu cả nhà ơi. Rồi lên liền cho em Nguyễn Nguyễn. Rồi 71 hãy có một bộ dùng cho em nha mấy chịu nha. Một bộ duy nhất thôi cả nhà ơi. Này lẻ. Cho em cái Sông Ngư. 71 cứ dùng cho em mã 71 một bộ. Để mốt chính nguyện. Thôi mà mày mốt rồi cái gì rồi? Chị ơi cái này em có size S thôi nhưng mà nó đầy quá luôn á. 72 dùng cho em 89 nghìn size S. Nhưng mà bạn nào mặc size S thì chút Gen Gen lấy không nè em nè. S nhưng mà nó đẹp nha. Cái này mấy chị bán sốt vô tư luôn á. Đi sỉ sốt là cái con này phải là hàng 178 đó cả nha. 178 tại vì là hàng Quảng Châu nha mấy chị ơi nha. Không phải là hàng mình đâu. Mấy chị nhìn hàng dùng cho em nè. Chất của nó rất là đẹp luôn. Lót của nó nè. Lót bên trong cho mình 72 nhưng mà nó hay có S thôi. Nó là quần nha. Nó là quần dùng cho em chứ không phải là váy thì. Rồi lên liền cho em mã 72. 72 này hãy chó cho mình là size S thôi cả nha. 72 size S và nó có túi cho mình nè. Túi sâu lắm cả nhà ơi mấy chị nhìn nè. Túi này mấy chị bỏ điện thoại vô tư luôn. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 72. Lên liền cho em mã 72 nha. 72 này hãy có cho mình là size S thôi cả nha. 72S dùng cho em nha. 72S dùng cho em giá là 89 ngàn thôi. Quá trời rẻ luôn.
Rồi lên liền che mã, dùng che mã 72 Phạm Duyên 73 dùng che. Trời ơi xinh xỉu vậy trời. Ôi xinh xỉu nha. 72 Mimi Đằng xinh xỉu nha mấy bài nha. Lên liền che mã 73 dùng che 119.000. Rồi lên liền che mã 73 dùng che 119.000. Lên liền che mã 73 119. 73 73 cả nhà ơi 119.000. Ôi là trời xinh xỉu luôn ấy. Lên liền che mã 73 73 có mấy bộ mà mấy chị ơi. Bá hai Song Ngư. Bá hai Đào Thị Khuyến. Sai sai nha, 73 nó có bộ. Anh nó được có 3 bộ. Bá hai Kiều Diễn. 3 bộ. 3 bộ là cả nhà ơi. Bá hai Nguyên Dương. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 70 74 dùng cho em 74 dùng cho em nha 89.000 phong yên ri rồi nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 70 74 dùng cho em phong hãng dùng cho em luôn. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em này. Rồi lên liền cho em mã 74 74 89.000 74 dùng cho em 89.000 dùng cho em. Chúc em quá hồng 74 nha cả nhà nha, 89.000 dùm cho anh. 74 là hãy có cho mình được mấy con thôi. 74 phong vừa nè mấy chị. Phong vừa nha mấy chị ơi nha. Mặc lên rất là đẹp luôn cả nhà ơi. Màu đen, chữ xanh nữa. Nổi cái áo lắm nha mấy chị ơi nha. Đẹp nữa. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 70 74 dùng cho em. Tan của nó sẽ là tan vải nè mấy chị. Nó cùng hãng với là cái quần rinh lúc nãy đó cả nhà nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 74 dùng cho em 89.000 dùm cho em. 74 nha. 74 dùng cho ai? 89.000 dùng cho 74 Phạm Duyên. Lên liền cho em mã 74 dạ, lấy liền cho em mã 74 89.000 đi ạ. Mã 74 đi bên cái gì hả? Rồi lên liền cho em mã 75. Ok chị đợi em chút ha. Cho chị cái mã quần tinh dài đi nha. Quần dài nó còn không? Quần tinh dài ở dưới mà nó có tu tu lúc nãy á. Chân vái chứ lộn. Rồi lên liền cho em mã 7 mấy anh? 75 một bộ đâu cả nha. 75 một bộ. 75 một bộ nha, 119.000. Cái này giờ mấy chị chốt đi mấy chị ơi. Bữa nó hè nó đắt lắm luôn á. Tại vì hàng Quảng Châu nha mấy chị luôn nha. Phôm của nó đẹp, quần của nó đẹp luôn mấy chị. Mang cực kỳ thích luôn á. Lên liền cho em mã dùng cho em mã 75. Có một bộ duy nhất thôi. 75 có một bộ thôi nha. Chờ lấy 75 ở anh Thi. Rồi cái này ghi dùng cho em mã 70, 76 149.000. Lên liền cho em mã 76, 149 SML dùng cho em. SML hả anh? 76 SML dùng cho em. 76 SML 149 cho em ạ. 149.000 cả nhà ơi. Nó có 3 size SML dùng cho em. Và nó còn ít lắm đó. Còn ít nha mấy chị hiểu nha. Chị nào mà vô sao chưa chốt được thì lên luôn cho em luôn. 149.000. Hàng chuẩn hàng đều cho mấy chị luôn nha. Chứ quá dài dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 76 kèm size vô. Lúc nãy chị nào chốt rồi đừng chốt lại dùng cho em nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 76 kèm size. 76 lên size SML dùng cho em. Chị nào chốt rồi thì đừng chốt lại nha cả nhà nha. Bảy sáu ngang hình 149 SML. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 70 77 dùng cho em 77 119.000 dùng cho em một. Bảy sáu cho Lê Phương Thảo. Rồi lên liền cho em mã 77 119.000 có set không mấy chị? 76 mờ Hiền Thu. Một set cho một chế thôi nha, 119.000. Các bà thử mua mấy cái bộ này đi nha. Về mang rồi có thích hay không nha mới chịu nha. Cầm hàng Quảng Châu lên đi. Ờ có khác không nha. Rất là đẹp luôn. Lên liền cho em mã 77 dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã 70 78 dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã 78. Rồi chốt liền cho em mã 78 dùng cho em. Toàn bộ là hàng 200 mấy đổ lên không á nha mới chịu nha. Toàn là hàng 200, 201, 206, 202, 275.000 giá sỉ không đó. Mấy chị dùng cho em những cái quần dùng cho em nè. Cái quần của nó rất là nhiều đẹp á mấy chị nha. Nhiều màu rất là đẹp luôn. Rồi lên liền cho em mã 70, 78 dùng cho em, 119.000 dùng cho em. Lên liền cho em mã 78, 119, 3 bộ thôi khách ơi. 3 bộ thôi nha. Lên liền cho em mã dùng cho em.
78 thì Trang, 78 Nguyễn Hồng Lý, 78 ở Anh Thúy. Rồi con này thì được hai bộ này. Rồi lên liền cho em mã, dùng cho em mã 79 dùng cho em. Lên liền cho em mã 79 nha mấy chị nha. Không đẹp không xịn, em xin nhận lại luôn mấy chị. Nhìn cắt dùng cho em nha mấy chị nha. Nhưng mà nó không phải là cái quần vải như cái hàng mà mình mua mà hàng đông mà cái vải mà vải ra vải vải thun non đó đâu nha mấy chị nha. Cái vải của nó cực kỳ đẹp luôn cả nhà ơi, mà nó mát lắm nha mấy chị nha. Quần là quần sung dùng cho em nè. Quần sung nha. Rồi chờ ấy ghi dùng cho em mã 79 dùng cho em đi. Chốt là dùng cho em mã 79 dùng cho em. 79 nha mấy chị nha. Giá là 119.000 thôi cả nhà. Em có cho mình được 3 set nè. 3 set, alo 2 set thôi. Chờ lấy thì chốt là dùng cho em mã dùng cho em mã 79 dùng cho em. 79 cho cam vỏ. Rồi set Dream hàng xịn dùng cho em luôn, mã 80. 79 là Hà Thiên Trang. Rồi lên liền cho em mã 80 nha mấy chị nha. Rồi lên liền cho em mã 80 set Dream dùng cho em. Rồi chốt liền cho em mã dùng cho em mã 80 nha mấy chị nha. Mã 80 dùng cho em. Mã 80 nha. Cái mã 80 cái set Dream này mấy chị là cái áo của nó giống cái áo ôm á, nó có hai loại nha mấy chị nha. Một loại á là áo rộng, hai là cái áo mà nó giống cái set caro mà em mặc bữa hôm bữa cả nhà, là cái áo form của nó là form ôm ôm á. Mặc lên rất là đẹp nha mấy chị nha. Lên liền cho em mã dùng cho em mã 80 dùng cho em. 119.000 có sẵn dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã 80 set Dream dùng cho em nha. 119.000 đi cả nhà. Con này được mấy set không mấy chị ơi? Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 80, lên làm tạm mã 80 mấy chị, 79 hết nha. Đó rồi. 80 mấy bộ mấy. Cái dùng cho em mã 80. 80 ba set cho Hoa Hồng. Rồi lên liền cho em mã 81 nè. 80 Kiều Trang. Rồi 81 set BBR có đủ size SML mấy chị, 119.000. Trời ơi sao rẻ quá vậy? Khoan tôi thôi quá mấy bà. 119.000 SML 81. Kiều Trang nữa trước lại. Chị Kiều Trang ơi, vừa rồi chị có một cái đơn hàng từ chối nhận hàng đó chị ơi, em gọi chị không nghe máy đó chị à. Không, bưu tá nói chị kêu tới là chị kêu giờ chị không thích nhận nữa đúng không? Ừ. Chị Kiều Trang ơi, có cái đơn hàng mình không nhận của Hải á chị ơi, bưu tá báo tới cái chị kêu là giờ chị không thích nhận nữa. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mà nhà em gọi mình thì không nghe máy á. 80 Thu Trần. Rồi cái dùng cho em mã 81 119. Chốt cái BBR này nè, SML này mấy bạn. 80 Cẩm Hoa Ly. SML nha, 119.000. Rồi lên liền cho em mã 81 lên size SML 119. 81 kèm size nha, có size em bán size cho mấy chị đó. Mình mặc size gì mình không mình size đó dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã 81 lên size SML 119. Kèm size mấy chị. SML. Rồi lên liền cho em mã 81 lên size SML. Rồi cái dùng cho em mã 81 kèm size vô SML dùng cho em. 81 lên size cho mấy chị nha, size S, size M, size L. 81 hai S, size L qua không? Cảm ơn. Đây chị cái bộ ở trong đây. Đó cái bộ hình hình đó rồi. 81 M là Hà Thiên Trang. Rồi lên liền cho em mã 82 dùng cho em 119. 81 em chỉ còn size S và size L thôi ạ. Rồi lên liền 81 S cho Tiên Thi Ly. Rồi lên liền cho em mã 82. Chị Trân Trần ơi, đơn hàng của mình em gửi về địa chỉ cũ cho mình rồi chị ơi, chị nào muốn hàng nhà em 2-3 lần nữa lên em gửi về địa chỉ cũ rồi. Rồi lên liền cho em mã 82 dùng cho em 119.000 dùng. 81 em chỉ còn size L thôi mấy chị ơi. Rồi lên liền cho em mã 82 119 có 2 bộ thôi, 119. Rồi em có 81 chốt thì size L. 81 L Nguyên Dương. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. 81 bây giờ còn CL thôi ạ. Cái bộ này em nhập được rẻ, em bán rẻ cho mấy chị mang 99.000 mà mấy 83 được mấy bộ em. 82 ai sẽ cho Hoa Hồng. Cái này bộ này em ôm được sale nè, 99.000 dùng cho em. 80 mấy 83 dùng cho em, vải đẹp lắm cả nha. Vải của nó là vải mặt tuyết nhung á. Vải mặt tuyết nhung nha, 83 dùng cho em, 99.000 dùng cho em. Vải 99.000 tính ra bao nhiêu cái? 50.000 cái quần 50, cái áo 50. Trời ơi, quá trời rẻ. Rẻ mà còn đẹp nữa nha mấy chị nha. Cái quần caro là y cái quần mà mấy chị mua mà ở trong set Hải Line 149.000 á nha mấy chị nha. Không khác một chút xíu nào hết nha mấy chị nha. Lên liền cho em. Cái áo đó chắc ngày mai em mới lên được nha, tại vì nó về trong cái bao khác đó cả nhà. Nó về trong cái bao khác nha. Lên liền cho em mã 83 đi mấy chị, 99.000. Cái quần của nó mấy chị mua là 100.000 rồi cả nhà ơi. Cái quần không, quần caro không mấy chị mua ở ngoài đó 100.000 rồi đó. Nha, em bán 99.000. Cảm ơn Hà Thiên Trang. 83 Thu Trần. Có rồi, Thi Lê á. 83 Nga Hình.
bóng xếp hả? Rồi lên liền cho em mã, dùng cho em mã 80 84 dùng cho em 119 nha. Rồi lên liền cho em mã 84 119 em được có 4 xếp. Lê Bảo Ngọc, Lê Khánh mới mà kèm số thời giúp em ạ. Rồi lên liền cho em mã, dùng cho em mã 84 em được 4 xếp. Caro dùng cho em 4 xếp nha. Rồi lên liền cho em mã 84 set the rim dùng cho em, set the rim ha. Rồi lên liền cho em phía sau của nó này mấy chị này. Áo của nó là the rim dùng cho em, 84 dùng cho em 119 nha. Rồi lên liền cho em mã 84 119 dùng cho em, 84 nha. Khách mới mã kèm số điện thoại dùng cho em, dùng cho em mã 84. Tờ 84 đi cũng thằng cô ơi. Rồi 85. 85 thì được 84 và anh thấy 85 này cũng úp hình rồi nè. 84 hay xếp qua hồn. 85 thì được cho mình có một bộ thôi, mình có bộ thôi nha. Một bộ 84 thì hay. Này có một bộ thôi nha, giờ lấy chốt đi dùng cho em, mã 85 85 nhưng mới chịu nha, 85 dùng cho em, 60kg đổ lạc men được cho em. Một bộ đâu cả nhà ơi. Quần của nó là mấy chị nè, quần caro nhũ nhũ này có một bộ thôi mấy chị. Bê em hết mã 84 lên mã 85 cho em ạ. Lên liền cho em mã dùng cho em, lên liền cho em mã 85, 84 em hết rồi cả nhà ơi, 84 hãy hết nha. Giờ lấy đi em mã 85 một bộ duy nhất thôi. Rồi lên liền cho em mã 86 dùng cho em nè. 86 của nó là chữ heo dùng cho em nè. Chữ heo nha mấy chị hiểu nha. Chữ heo phong E&R dùng cho em luôn. Giá là 89 ngàn. Lên liền cho em mã dùng cho em mã 80 86 dùng cho em. Cái này là theo nha mấy chị hiểu nha. Mà nó không phải theo mà theo kia đâu. Nó sẽ làm kiểu giống như là mấy chị nè, nó chích 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 lỗ lỗ như thế này nè. Lên liền cho em mã dùng cho em mã 80 86 dùng cho em. 89 ngàn áo phong dùng cho em nha. Phong E&R hàng xịn luôn cả nhà ơi, 100% là hàng nhập nha mấy chị hiểu nha, hàng Quảng Châu á. Rồi chờ lấy một chút liền cho em mã dùng cho em mã 80 dạ. 86 dùng cho em. Cứ dùng cho hãy mã 86 đi cả nhà. Chốt liền cho em mã 86 nha. Chốt 86 mấy chị ơi. 86 Định Nguyễn Thị Trang. Dạ. Khi nào mà đợi caro, khi nào mà đợi caro đen thì lấy cái bộ này cho em. Trời ơi, hơi bị xúc sắc luôn nha mấy bạn nha. Caro đen dùng cho em nè, 80 87 dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã 87 86 Độ Nguyễn Như Yên. Caro đen dùng cho em 119 ngàn. Hình như hôm qua giờ mình không có lên caro đen đúng không? Caro đen mà caro như thế này nè, không có đâu mấy bạn. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Cái dùng cho em mã, dùng cho em mã 80 87 dùng cho em. Caro đen dùng cho em nha. Quần là quần ống sung nè, kèm cho mình là một con áo luôn. Áo chất siêu đẹp luôn mấy chị, phông to cho mấy chị luôn ha. Quần của nó này mấy chị nè, quần là quần dài nha. Giờ lấy thì ghi dùng cho em mã, dùng cho em mã 80 87 dùng cho em, 119 ngàn cả nhà. Bộ rất là đẹp nha cả nhà nha, phông to cho mấy chị luôn, mình mặc thoải mái lắm nha mấy chị nha. Lên liền cho em mã dùng cho em mã 80 87 dùng cho em nè, 119 ngàn dùng cho em. Giờ lấy ghi dùng cho em mã 87 119. Caro đen á, chị nào thích đen mấy chị lấy liền cho Hải Hiền em nha mấy chị nha. Lên liền cho em mã 87. Rồi cái này em có cho mình là màu kem 88 88 được 4 bộ thôi, 260. Có mấy bông Nguyễn thì không có dốc mấy bà luôn á. Đây này mấy chị nè, bộ vu xì ba con mèo 260 này mấy chị nha, 119 ngàn thì vừa mua rẻ mà còn đẹp nữa mấy chị ơi, 88. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 80 88 dùng cho em, 119 ngàn. Lên liền cho em mã dùng cho em mã 88 119. Xem like cảm ơn chúng ta chia sẻ like cho em nha. Rồi cái dùng cho em mã 88 119 ngàn dùng cho em. Trời ơi quá đẹp luôn á. 88 nha, 119 ngàn dùng cho em. Duy nhất cho mình được có mấy bộ thôi, còn được 4 bộ. Tám tám lên lên. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Tám tám Mỹ Xuyên. Rồi lên liền cho em mã 89. Tám tám Mỹ Dung Trần. Rồi lên liền cho em mã 89. Tám tám Thề Lâm. Đúng đẹp luôn á trời. Chị ơi, nè Khoa Hồng lấy cái bộ này không? Có hình rồi nghe, nè. Trời ơi mấy bà ơi, cái quần nè, xuất sắc chưa? Lên liền cho em mã dùng cho em mã 89 dùng cho em. Lên liền cho em mã nha mấy chị nha, mã 89 dùng cho em. Sau 5 cái đổ lạc men được cho em. Lên liền cho em mã 89 nha, 119 ngàn. Ui là trời quá rẻ luôn ấy.
89 bộ lần thôi. 89 cho bảo bình. Rồi lên liền cho em mã 90 size M dùng cho em 99. 89 gì thấm. Rồi lên liền cho em mã 90 size M dùng cho em. Một cái lớn mà. 90 nha, 90 này có M. 89 cho cẩm hoa lên. 90 này có M nha mấy chịu nha. 90 M dùng cho em 90. 88 của Hồng. Hàng nhập dùng cho em nha, hàng sần sò cho mấy chị luôn. 89 cho Ngô Thị Ngọc Lan. Nhưng mà nó chỉ có được 3 con thôi, 3 con size M. Rồi cứ dùng cho em mã 90 size M. 89 cho Bông Nguyễn. 90 M nha cả nhà nha. Nó liền cho em mã 90 size M 99 nghìn. Co giãn cho mình. Co giãn nha mấy chịu nha. Hàng của nó này mấy chị xịn lắm nha mấy chịu nha. 89 cho Lên Lên. Rồi mấy chị cứ dùng cho em mã 90 size M đi cả nhà. 90 M dùng cho em nha. 90 size M dùng cho em. 89 của Hồng. 99 ngàn dùng cho anh. Lên liền cho em mã 90 size M. 88 lúc này cho Thu Phương Đoàn. 90 size M dùng cho em. Ôi 90 M mấy chị ơi. Rồi lên liền cho em mã 91 2 set. 11 con rồi. Rồi lên liền cho em mã 91 2 set nha. Lên liền cho em mã 91 dùng cho em 2 set. Bỏ rồi của Hồng ha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 91 2 set nha mấy chị ơi nha. Rồi lên liền cho em mã 91 dùng cho em. Cứ dùng cho em mã 91 dùng cho em 2 set nha. 91 2 con thôi. 119 nghìn đâu nhỉ? Hàng nó nha thôi. Cho chị. 91 kim an. 91 của Hồng. Rồi 92 nơ của mấy bà đây. Phúc Ngài Hải ơi lên bộ nơ chua. Mấy bộ nha, 3 bộ thôi cả nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. 91 Thảo Nguyên. Rồi lên liền cho em mã 90 92 dùng cho em nè. Lên liền cho em mã 92 119 ngàn, 3 set. 3 set, 3 set mấy chị. 3 set nha, lên liền cho em mã 92 set nơ dùng cho em, 3 set thôi cả nha. 92 hả? 92 mở anh Thúy. Lên liền cho em mã 92, 3 set. Chín hai Ngô Thị Ngọc Lan. 92 qua Hồng. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 90 93 dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã 93 3 set thôi cả nhà. Lên liền cho em mã 93 119 ngàn. Lên liền cho em mã 93 119 dùng cho em. Mấy chị hết đồ Loan Lâm không cả nhà ơi. Còn không nhỉ? Còn mấy cục rồi. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 93 dùng cho em. 93 nha mấy chị ơi nha. 93 dùng cho em. Cái dùm em mã 93. Chị lên lên bê không chốt hàng chị đó đâu chị ơi. Cái dùm em mã 93 119 ngàn dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã 94 dùng cho em nè. 94 89 ngàn. Chị nào mua phong xịn mấy chị mua hữu phong yên đi đi nha mấy chịu nha. Đây nè. Đừng có so sánh hàng em với lại hàng mà mấy bạn bán mấy chục ngàn nha. Em bán 89 ngàn nhưng mà em chắc chắn mấy chị luôn á. Con phong em đang like mấy chị mua ở ngoài 250 ngàn đó cả nha. 250 ngàn nha mấy chịu nha. Thật luôn á. 93 Thảo Nguyên. Mấy chị mua ở ngoài là 250 ngàn đó cả nhà nha. 93 qua Hồng 2 bộ. Mấy bạn nào bán áo phong mà hàng siêu cấp này kia mấy chị nha. Một con áo phong mà hãng như thế này người ta bán toàn 300 đổ lên không? 300 đổ lên không nha mấy chịu nha. Rồi lên liền cho em mã 94 89 ngàn dùm cho em. Lên liền cho em mã 94 đi cả nhà. 89 ngàn dùm cho em. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 90 95 nè mấy chị nè. 94 thì đi lên. Rồi lên liền cho em mã 95 119 ngàn. 94 Thu Trần 94 Phạm Duyên. Rồi lên liền cho em mã 95 dùng cho em 119 ngàn. Ôi ôi cái set này mấy chị nè. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 90 95 dùng cho em. Cái dùng cho em mã 95 nha cả nhà nha. 95 dùng cho em 119 ngàn. Mấy chị nhìn cái quần dùng cho em nha. Cái quần caro của nó đẹp ơi là đẹp luôn mấy chị ơi. Dài cho mình luôn nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 95 dùng cho em. 95 nha, 119 ngàn. Rồi chị nào mà ưng cái mã này thì mấy chị lên lùm em mã 96. Lúc nãy mà nếu mà không chốt được cái màu kia thì lấy cái màu xám này nha. Rồi lên liền cho em mã 96 có 3 bộ thôi. 96 thì được 3 bộ nha, 119 ngàn. Lên liền cho em mã 96. Cái này em có phần rồi mấy chị lên xem mùa em ha. 95 cho bọn anh Thúy. 96
96 dùm chị. Khi em mã 96 caro dùm chị. Khi em mã 96 lúc nãy chị nào không chốt được cái bộ caro mà cái màu kia y như vậy luôn á. Nhưng mới chịu nha, mình nó áo của nó là màu khác đấy. Áo màu khác, chị nào lấy đi dùm chị. Trời ơi, cái này thì còn giờ nó còn ít mấy chị ơi. 97. 97 size M mấy chị 179.000. 179.000 dùng chưa? Size size M mấy chị. Size M dùng chưa? Trời, con này đẹp lắm nha, nhức nách nha mấy bà nha. Đây nè, size M hàng của Lan Lâm dùng cho em, cái này lẻ nha. Lẻ nên là nó sẽ còn ít lắm mấy chị ơi, mỗi mã nó một con thôi nhưng mấy chị nha. Cái này thử ra dùng cho em ha. Size M dùng cho em, đẹp lắm mấy chị. Một con duy nhất size M nha, 179.000 dùng cho em. Ở đây cô nó làm nhúng nhúng cho mình, nhúng cho mấy triệu nha. Nó liền cho em mã dùng cho em, mã 97 size size M dùng cho em 179.000. Chờ lấy ghi dùng cho em mã 97 size M. 97M dùng cho em, xem like tương tác dùng cho em với. Ồ. 97M mấy chị. Đây. Bộ này nha, em bán tặng mấy chị 139.000 nha, không lãi một cắt bạc nào luôn ở trong cái hàng này luôn á. Nha mấy chị ơi nha, mấy chị nhìn dùng cho em cái bộ này nè. Bữa trước mấy bà nhắn tin, bà nào 9179 cho Trần Nguyễn hay Trâm. Bà nào nhắn tin Hải ơi còn cái bộ này cho chị nha. Đây mấy chị nè, 139.000 nè mấy chị nè. Bữa nay nó về cho mình, lúc tối em lên chưa có kịp tại vì nó còn nhiều quá, lên không có kịp ở nhà ơi. Một bộ duy nhất nha, mấy chị nhìn cái vải nè. Cái vải tổ ong của nó rất là xịn nha. Lên liền cho em mã dùng cho em mã 98 dùng cho em 139.000 dùng cho em. Mã bộ 139.000 cho chị Nguyễn Kiên. Rồi con này em có size S, lên liền cho em mã 98 size S dùng cho em. À 99. Rồi lên liền cho em mã 99 size S 179. Bạn em ấy chị ơi. Rồi lên liền cho em mã 99 size S 179.000 dùng cho em. 99 size S dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã 99 size S 179.000. 99 nha mấy chị được nha. 99 S dùng cho em 179. Lên liền cho em mã 99. À, cái này cũng lây lâm luôn đó mấy bạn. Thêm một cái áo không vậy? Áo không rồi bây giờ mình bán được nhiêu đây? Rồi cái dùng cho em mã 100 đi. Em tặng với chị nó con này luôn đi. 119.000 nha. Trời ơi, lỗi sắp mặt lời. Này bán chục con không bán lại luôn đó bạn nha. Nè, bán chục con không bán lại cái lỗ cái này luôn á. Lên liền cho em mã dùng cho em 119.000 dùng cho em đi. 119 nha, lên liền cho em mã 100 dùng cho em. Chúc em mã 100 nha mấy chị ơi nha. Hàng đây mấy chị. Ta lai 200 mấy ngàn, 220 á. Lấy mã 100 mấy chị ơi. 119.000. Lên lai chấm thương tác lên đi với em mấy chị ha. Rồi ghi dùng cho em mã số 1 size M dùng cho em, váy dùng cho em. Thấy rồi chị bảo lên thấy rồi. Mã số 1 size M 179.000. Rồi lên liền cho em mã số 1 size M 179 dùng cho em. Mã 1M dùng cho em, đẹp nha mấy chị nha. Đây này, đẹp nha. Này. Quá trời xinh luôn á. Vải của nó đẹp lắm nha mấy chị nha, nó không phải là vải dạ đâu nha mấy bà nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã số 1. Cứ dùng cho em mã số 1 size M dùng cho em 179.000 dùng cho em. Lên liền cho em mã số 1 size M nha, xinh lắm cả nhà ơi, một con thôi. Đẹp lắm ấy. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã số 2 dùng cho em. Số 2 139.000. Lên liền cho em mã số 2 139. Cứ dùng cho em mã số 2 dùng cho em 139.000. Số 1 cho chị Phạm Duyên. Rồi lên liền cho em mã số 2 139. Cái con gấu là của bo em á cả nhà. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em phao. Năm nay em có nhập ít đó nên là em like hết rồi cả nhà. Hết hàng rồi. Rồi đầm sung dùng cho em mã số 2. Em xem mấy chị nốt luôn 139.000. Em nói thiệt luôn em không nhập được cái này 139 đâu. Em nói thiệt luôn á. Lấy mã số 2 139.000 đầm sung ạ. Mấy chị nào mà đi nhập hàng của nhà bạn này cũng biết mà. Nhà này cũng có bán sỉ hết cả nhà. Này sỉ nhập ở trên live luôn á. Rồi lên liền cho em mã số 3. Nhập cái bộ caro đó là hết hay còn. Hết còn. Rồi lên liền cho em size S dùng cho em mã số 3 size S dùng cho em nè. Rồi lên liền cho em mã số 3 size S dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã số 3 size S dùng cho em 179.000. Số 3 size S nha mấy chị ơi nha. Nút của nó dùng cho Hải nè. Nút rất là đẹp nha mấy chị ơi nha. Rồi lên liền cho em mã dùng. Em còn màu đỏ chị. Rồi lên liền cho em mã số 3.
Rồi lên liền cho em mã số 3 size S dùng cho em, 179.000, có cầu vai và có lót cho mình luôn. Chất của nó rất là đẹp đó nha, chất rất là đẹp nha, chờ lấy chút liền cho em. Rồi mấy chị ơi, cái này em còn sót cho mình 3 bộ. Số 179 cho chị Phạm Duyên 3 bộ nha, chờ lấy chút liền cho em. Mã số 4 119.000, bao rẻ bao đẹp nha mấy chị ơi nha. Rồi 119.000 dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em, mã số 4 dùng cho em, 119.000 dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em, mã số 4 119.000, sau 5 cái đũa lại mang được cho em luôn. Cái dùng cho em mã số 4 thì cả nhà, mã 4. Mã số 4 đẹp mấy giờ lên mã số 4 mấy chị ha. 119.000 thôi. 119 thôi cả nhà. Số 4 cho chị Song Ngư. Rồi lên liền cho em mã số 5 dùng cho em nha, size S dùng cho em 179.000. Rồi lên liền cho em mã số 5 size S. Số 4 cho chị An Lê. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã số 5. Số 5 này hãy có S thôi cả nhà. Số 5 này hãy có S nha. Giờ lấy ghi dùng cho em mã số 5 size S dùng cho em, giá là 179.000. Số 5 size S dùng cho em. Ghi dùng cho em mã số 5 size S. Số 5 S dùng cho em 179. Lấy mã số 5 size S 179.000 bán rồi. Cái mèo này đẹp lắm. Rồi ghi dùng cho em mã dùng cho em mã số 6 dùng cho em đi. Trời ơi quá đẹp luôn cả nhà ơi. Số 6 dùng cho em, 119.000 dùng cho em, quần caro dùng cho em. Quần caro nha, kèm áo chạy nè. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã số 6 dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã số 6 dùng cho hãy nha mấy chị ơi nha. Quần xung đang sáng còn. Còn đó chị. Rồi lên liền cho em mã rồi số 6. Rồi một chị ha. Rồi chốt liền cho em mã số 6 dùng cho em, 119.000 có sỉ dùng cho em nha. Chị nào lấy chốt liền cho em mã số 6. Sau 5 cái đổ lại mang được cho em luôn. Đó liền cho em mã số 6 119.000 cho chị Ngô Thị Ngọc Lan. Màu đẹp lắm đó chị. Chị nào lấy số 6 liền mã số 6 119.000 một bộ ạ. Rồi lên liền cho em mã số 7 size M. 179.000 thì cái dáng váy nó đẹp ghê chưa? Đẹp nhờ. Rồi váy đẹp quá mấy chị ơi. Mã số 7 này có M nha. Mã 7 M dùng cho em 179.000. Chờ lấy ghi dùng cho em mã số 7 size M dùng cho em. Dáng váy đẹp lắm á. Bạn nào bán số thì múc liền đi cả nhà. Hoặc là mấy chị mặc đi đám cưới này, mặc đi tiệc này kia cũng đẹp nha mấy chị ơi nha. Dây nhưng mà rất là sang luôn. Lên liền cho em mã dùng cho em, dáng là dáng dài. Mã số 7 179.000 dùng cho em. Váy đẹp lắm nha, size M ấy. Size M dùng cho em. Chờ lấy ghi dùng cho em mã số 7. Xem ra chấm bài cho Hải với cả nhà ơi. Lên liền cho em mã số 7 size M đi cả nhà. Cho chị đặt cái tinh vô bằng cài luôn cái màu đen cho chị. Đèn liền cho chị mà nó dễ chốt. Mà nó dễ chốt. Thôi đưa này, đưa cái băng này đây. Thì càng giờ nó đau bụng mà nó keo ọt luôn á. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã số mấy đúng không? Mã số 8. Mã số 8 này là hiện tại là em sẽ có cho mình 3 màu nha. Và em có thêm màu đen nữa nhưng mà đen em sẽ lên sau nha mấy chị nha. Tại vì là em đầm đen dài, size gì á chị, đầm đen dài. Đầm đen dài lúc nãy là size M em. Nhưng mà lúc nãy là em like 3 màu này trước, em không thấy màu đen á nên là bây giờ em sẽ chốt cái này 3 màu cho mình. 79.000 có sỉ nha mấy chịu nha. Và chất em bao cho mì là chất loại 1 nha mấy chịu nha. Mặc dù em like 79.000 á nha mấy chịu nha. Chứ còn hàng này mấy bạn bán lên, bạn bán 49-59 rất là nhiều nha mấy chịu nha. Nhưng vì mấy chị phải cầm cái chất lên mình xem nha mấy chịu nha. Chất của nó đây nè. Chủng hàng mà em úp cho mấy chị luôn nha. Chủng vải như vậy luôn. Em có màu đen, màu cam, màu nâu với lại màu trắng dùng cho em. Mấy chị kèm màu vô dùng cho em. 79.000 dùng cho em, vải rất là đẹp nè. Vải đẹp lắm nha mấy chịu nha. Kèm màu vô xanh đen nguyên trần. Rồi chiều lấy thì chốt là dùng cho em mã, dùng cho em mã số 8 kèm màu vô dùng cho em. Màu trắng, màu cam và màu nâu dùng cho em, giá là 79.000. Form của nó rất là đẹp nha mấy chịu nha. Form ở đây là nó sẽ có nút cho mình nè. Em chưa có lên đen nha, chị nào lấy đen thì đợi chứ. Đây nha mấy chịu nha, nó sẽ có nút ở đây cho mấy chị ba hạt nút nha. Vạt của nó sẽ là vạt bầu như thế này nè. Mấy chị mang lên rất là đẹp nha. Lên liền cho em mã số 8 kèm màu, màu nâu, màu cam và màu đen dùng lật lật. Màu trắng, màu nâu với màu cam dùng cho em. Trắng nâu cam trước nha mấy chị nha, còn em lên sau tại vì nãy em lên nó em không biết có màu đen á nên là em lên sau mấy chị từ từ trước. 8 lên màu cho em gì sao đây nguyên tròn ha. 8 kèm màu vô dùng cho em. 79.000 một cái á. 79.000. Giờ lấy đi dùng cho em mã số 8 kèm màu vô, nãy là có lên rồi á. Rồi lên liền cho em mã số 9 dùng cho em đi.
Rồi lên liền cho em mã số 9, 119.000 Dior dùng cho em. Set Dior nha mấy chị yêu nha, nó sẽ kèm quần cho mình nè, 119.000. Cái set này hãy nhập rẻ bán rẻ cho mình đó. Được rồi, hãy về là 169.000 nhưng mà cũng hết hàng cả nha. Không có hàng nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em nè. Rồi cái dùng cho em mã dùng cho em mã số 9 dùng cho em 119.000 dùng cho em nè. Lên liền cho em mã dùng cho em. Bấm 3 màu cho sang nguyên tròn. Rồi lên liền cho em mã số 9 dùng cho em, set Dior dùng cho em. Số 9 dùng cho em ha. Lên liền cho em mã số 9 set Dior dùng cho em, giá là 119.000 dùng cho em. Lên liền cho em mã số 9 set Dior 119. Chính cho thời trang. Rồi lên liền cho em mã số 10 size M 89.000, xong rồi nó có 3 con thôi nữa. Trời nó đẹp chưa? Ok chị. Ok, sao em yên tròn ạ? Ôi cái chân quá nó đẹp. Chính cho tôi Phương Đoàn. Có quần bên trong nha, hàng nhập nha. 79.000 size M dùng cho em, quần bên trong của nó này mấy chị nè, đó là cái quần hàng đẹp đó cả nhà. Quần bên trong của nó sẽ có quần trong của nó sẽ có bo chung cho mình. Ôi cái quần bên trong nó rất là xịn nha. Lên liền cho em mã dùng cho em mã số 10 size M dùng cho em, giá là 89.000. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã số 10 dùng cho em. Mã số 10 nha mấy chị hiểu nha, mã 10 dùng cho em. Mã 10 em có cho mình là size M. Mã 10 M dùng cho em, ở đây của nó sẽ theo cho mình slim dùng cho em ha. Rồi ghi dùng cho em mã số 10 size M dùng cho em. Lúc nãy chân quá hàng không có để like đó cả nhà. Nó có 3 con cái này em ở dưới em quên mất tiêu à. Thôi bỏ anh thôi. Màu đen đi nhở. Rồi lên liền cho em mã dùng cho chị áo màu đen nhảy được cho em. Màu đen đây. Lên liền cho em mã số 10 đi cả nhà. Rồi cái dùng cho em mã 11 dùng cho em. 11 nha mấy chị yêu nha. 11 dùng cho em nè. 11 dùng cho anh. Ghi dùng em mã 11. 11 79 ngàn. Lên liền cho em mã 11 79 ngàn. Chị hiểu rồi. Chị chốt màu đen lên lại dùng cho Hải với. Coi dạng. Coi dạng nha mấy chị yêu nha. Và chất của nó nè mấy chị. Chất của nó đẹp lắm nha mấy chị yêu nha. Nó không phải là hàng thun gân. Nó cũng không phải là hàng mà thun tâm kia đâu nha mấy chị yêu nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 11. Cái dùng cho em mã 11 dùng cho em. 11 này nó có co giãn đó chị, nó là chị mặc cho em được size S, size M, size L luôn. Mặc vô nó ôm rất là đẹp nha. Con này mấy chị về mấy chị mặc cho em với lại quần chân váy mấy chị bỏ vô cũng được nha. Hoặc là mặc quần sung ấy cũng đẹp lắm. Lên liền cho em mã dùng 11, cho em 11. Cho chị ngô lên. 11 màu đen dùng cho em. Lên liền cho em mã 11 màu đen. 11 Nguyên Dương. 11 đen dùng cho em. 11 Kim Gia lên. 11 Hồng Chi. Rồi lên liền cho em mã 12 set Dream dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã 12 set Dream đen dùng cho em, giá là 119.000. Trời ơi 119.000 mấy bà ơi. Lúc hot á thì 200-250 nha mấy chị ơi nha, đây mấy chị. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 12 dùng cho em nè, được một con áo kèm cho mình một con quần luôn 119.000 mấy chị. Bao rẻ nha mấy chị ơi nha. Rồi chèo lấy ghi liền cho em mã dùng cho em mã 12 set Dream dùng cho em. 12 set Dream nha mấy chị yêu nha. 119.000. Áo rất là đẹp mấy chị. Áo phía sau của nó này. Set Dream dùng cho em mã 12 màu đen dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã. Xin lỗi cho mời xin thấy chia sẻ lại cho em nha. Rồi lên liền cho em mã 12 đi cả nhà. Mã 12 nha mấy chị yêu nha. 119.000. Lên liền cho em mã 12 119. Cái quần này em còn ít như thế này đây chị. An Lê chị lấy màu gì chị ạ? Cái này là size L không đúng không? Màu đen. Rồi màu đen là em chỉ còn size L thôi, 139.000. 139.000 nhưng mà nó là hàng xịn nha, hàng Quảng Châu cao cấp luôn cho em luôn nè mấy chị. 139.000 dùng cho em. Quần của nó sẽ chạy viền cho mình luôn nha mấy chị nha, kèm lịch cho mấy chị luôn. Kèm lịch cho mình nha, lên liền cho em. 12 Châu Phương. 13 này có size L. 13 ở lộn 13 size L dùng cho em. Lên liền cho em mã dùng cho em mã 13 size L. Kèm lịch cho mấy chị nha, mấy chị nha. Quần bên trong của nó này mấy chị nè. Chạy like như thế này cho mấy chị luôn nha. Form của nó là form dài nè. Dài dùng cho em nha. Vải rất là đẹp luôn, rủ đẹp lắm cả nhà ơi. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 13 size L 139.000 dùng cho em. 139 nha. Cái này em like rất là nhiều rồi cả nhà ơi. Còn đúng được 3 con size L đó. Tại vì size L phải về nhiều hơn nha. Rồi lên liền cho em mã 13 size L 139.000. Về mấy chị cầm cái quần 139 đi. Nó rất là đẹp luôn nha. Bao mấy chị bán sốt luôn á, hàng sốt á chứ không phải là hàng thường đâu nha. Lên liền cho em mã 13 size L dùm cho em. 13 Thảo Phạm. 3 con nha mấy chị. 13 Anh Ly. Rồi lên liền cho em mã 13.
13 em còn một con, giờ lại chú luôn cho em ạ. Rồi 14 em có cho mình là size M với là size L với size L. 14 em có L với XL. 13 em còn một con cái gì vậy? Rồi lên liền cho em mã 14. 14 em có L và có XL cho mình. Trời con này mà mặc với lại mấy con áo mà áo phông á cả nhà, áo phông màu trắng mà lúc nãy thì hoặc là phông đen mà phông ôm á cả nhà ơi, nó đẹp lắm nha mấy chị nha. Lên liền cho em mã, dùng cho em mã 14. 14 là em có cho mình màu xám nha. Màu xám em có cho mình là size XL với size L. Lên liền cho em mã 14. 14 là em còn XL em còn một con, L em còn hai con. Rồi lên liền cho em mã 14 kèm size. 14 với em Thảo Phạm. 14 L với XL dùng cho em. Mười bốn cho sao sao em nguyên tròn xin lời ha. Rồi 260 nha mấy chị. 260 nha, u xì ba con mèo này 260 dùng chị. 260 nha. Rồi cái này em có cho mình màu đỏ với em có cho mình màu trắng đó mấy chị, đợi em một chút xíu nha. Chị còn quần 13 mà sao hết sạch luôn rồi, size S size M chị bán hết luôn á. Tự nhiên cái quần đó mình lại bán được size S size M. Rồi lên liền cho em mã, dùng cho em mã 15 dùng cho em. Rồi chốt liền cho em mã 15, 119 ngàn dùng cho em. Rồi mấy bà lấy mấy cái bộ này đi mấy chị, bộ này quá trời hot luôn. Rồi lên liền cho em mã, dùng cho em mã 10, 15, 119 ngàn dùng cho em. Bộ ba con mèo nha, hàng 260 dùng cho em nè. Hàng hiệp sĩ 260 nha. Rồi lên liền cho em mã, dùng cho em mã 10, 14, 15 dùng lên. Lên liền cho em mã 15 nha, 15 dùng cho em đi cả nhà, 119 ngàn cả nhà. Lên liền cho em mã 15 nha, 15 dùng cho em, 119 ngàn dùng cho em ha. Form 65 cái đũa lại mang được cho em. Giờ lấy thì chốt liền cho em mã, dùng cho em mã 15. Cái dùng cho em mã 15 mấy chị. 15 nha mấy chị. 15 nha. Sao đi nguyên trần. Mấy chị ơi cái mã 14 á, cả nhà 14 em còn một con size L nha, 13 em còn một con size XL. Hôm trước quần 13 chị like. Khi nào mà không thấy chị lên bữa hôm trước kìa. Rồi chờ lấy thì chốt liền cho em mã, dùng cho em. Cái dùng cho em mã 15 đi cả nhà. Rồi chốt liền cho em mã, dùng cho em mã 10, 16 dùng cho em nè. Rồi lên liền cho em mã 16 dùng cho em. 16 nha, 119 ngàn dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã 16, 119 cho tiệm mấy con áo phong 89 ngàn. Rồi mà có tiếp đi nha. Rồi lên liền cho em mã, dùng cho em mã 16. Rồi lên liền cho em mã 16 dùng cho em. Chị bảo bình lên cái địa chị có thể rõ ràng giúp em luôn bây giờ. Hoặc anh bóng cho em đi ạ. 16, 119 ngàn dùng cho em. 119 nha, form 65 cái đổ lại mang được. Lên liền cho em mã, dùng cho em mã 16. 16 ra đi nguyên trần. 16 dùng cho em, 119 ngàn. Mấy cái này bộ nó còn ít lắm cả nhà ơi. Mỗi bộ nó có một cái mấy bạn ơi. Hàng có chip hết đây nè. Hàng ở chỗ này nè, có như ngồi kia cũng có chỗ bán sẽ thấy được em rồi đi đó. 16 còn rồi. 16 còn được mấy người. 16 kia mà hàng tròn. Rồi lên liền cho em mã 17 dùng cho em. Trời 17 này mấy chị nè. 17 này bài nào bán thì bao luôn á nha. Chỉ cần cầm hàng lên là bị ghiền liền á nha. Nè. Bởi vì em chạy vô em thay mấy cái bộ này cho mấy chị xem mẫu, xem form chứ nó đẹp lắm á. Quần xuân quả hãy đen quẻ cả nhà ơi. Trời mỗi năm hãy bán quá trời luôn á. Nha mấy chị ơi nha. Mỗi năm bán cái quần xuân quả nhiều ô là nhiều luôn. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Lên liền cho em mã 10, 17, 17 hả? 17 dùng cho em. 17 mấy chị nhìn cái form quần caro nè. Nha, kèm cho mình áo nè. Mà nó là hàng Quảng Châu nha mấy chị ơi nha. Nên là chất rất là đẹp luôn áo nè. Áo dễ thương chưa? Cái dùng cho em mã 17, dùng cho em 119 ngàn thôi. Bao rẻ luôn. Rồi lên liền cho em mã 18 dùng cho em. 89 ngàn có sỉ dùng cho em. Cái này quên lúc nãy nhỏ Hiền. Quên mất tiền mấy chị ơi. Hàng này. Hàng đẹp, hàng Quảng Châu cho mấy chị này. Hàng chip nè mấy chị. 89 ngàn có sỉ dùng cho em. Nhưng mà rất là sỉ. 17 sao đây nguyên tròn. Phôn đẹp lắm đó cả nhà. Ủ tròn đó mấy chị. 17 em nhỏ. Rồi lên liền cho em mã, dùng cho em mã 10, 18 dùng cho em. Cái này đây. Rồi lên liền cho em mã 18. Ghi liền cho em mã 18 dùng cho em. 18 đẹp lắm cả nhà ơi, chắc nè. Xịn sò nha mấy chị nha. Vải nè mấy chị, hàng chip cho mình nè. Tác của nó là tác đá dùng cho em luôn. Em thấy toàn bộ người ta like cái con này là mấy chị nha. Trên hàng 160, 170 nha. Rẻ nhất là 149 ngàn. Hãy làm mấy chị 89 ngàn nha mấy chị nha. Bao rẻ luôn. Được có mấy con thôi. Lên liền cho em mã 18. Ghi dùng cho em mã 18. Ở ngồi chứ.
đó liền cho em mã 18 dùng cho em. 18. Cái bộ này hãy còn một cái nè, cho đi nghiêng chẳng lấy không? Một bộ duy nhất thôi nha. Hết rồi. Không còn. Bộ mấy giờ nè? 18 còn. Rồi lên liền. 18 rồi đó. 19 mấy chị. 19 một bộ thôi, chị nào lấy thì chốt luôn. 18 không chị. Đây này mấy chị. 19 một bộ thôi cả nhà. Lên liền cho em mã 19. 18 thu tròn. Một bộ thôi nha, nhưng mà cái cầm về cái vải quần caro đi nha mấy chị yêu nha. 19 một bộ. 18 cho chị Phạm Duyên. Rồi lên cái màu trắng đi, màu trắng này. 19 một 19 giờ sao đây nguyên tròn. Dạ còn có chị. Rồi lên liền cho em mã 20. Con mèo xịn lắm, nhưng mà nó là cái mỗi thứ một cái là nó cái tát của nó này mấy chị nè. Tát chà leo dùng cho em luôn. Đây mấy cái này chắc là qua bên kia là like không được mấy chị, mấy cái tát kiểu này là rồi đó. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 20 dùng cho em. Lên liền cho em mã 20 dùng cho em nha. Chốt liền cho em mã 20 chắc là đẹp luôn. Đi dùng cho em mã 20 đi cả nhà. 20 dùng cho em nha mấy chị yêu nha. 20 mấy chị. 20 20 dùng cho em. 20 20. Đi dùng cho em mã 20. Cho chị lại cái bông xanh đi. 10 màu mới. 20 tách trắng hết rồi. Không, mấy chị ơi, 20 cái tay chà leo hãy hết nha. Mấy chị đổ qua cái tay này chữ B dùm chị. 20 rồi đó. Y như vậy mà chữ B nha. Nó liền cho em mã 20. 21 dùm chị. Y như vậy mới là chữ B dùm cho Hải nè. Chữ B nha mấy chị nha. Cũng là tát đá nhưng mà chữ B y dáng như vậy luôn. Mà nó là chữ B nha. Kìa lấy ghi dùm cho em mã 21. Không khác gì hết trơn cả nhà. Dáng của y như vậy luôn nha. Nhưng mà cái tát đá này nó khác nè. Rồi lên liền cho em mã 21 dùm chị. Lên liền cho em mã 21 nha mấy chị, chuyển qua 21 dùm cho em 89 ngàn dùm cho em. Rồi cái dùm cho em mã 22, 89 ngàn. 21 Nguyễn Kiên. Chị nào mà bán không xịn thì lấy luôn cho em cái con này ha. 21 Sông Ngư. Rồi lên liền cho em mã dùm cho em mã 22. 21 Điều Diễn. Bổ ngồi hết chưa nhỉ. Rồi lên liền cho em mã dùm cho em mã 22. 21 Thu Trần. Rồi cái dùm cho em mã 22 dùm cho em. Hàng phong xịn dùng cho em nha mấy chị yêu nha. Ba của nó này mấy chị nhìn dùng cho em tát nha mấy chị yêu nha. Hàng 1988. Rồi cái dùng cho em mã, dùng cho em mã 20. 22 dùng cho em. Chốt là dùng cho em mã 22. Mình còn cái màu xanh kia không mấy. Màu ừ, cái màu không. Ừ, áo như này mà màu xanh đấy. Màu xanh miên á. Còn ở trên đó đúng không. Rồi lên liền cho em mã 23 màu đỏ này. Màu đỏ chị nào da ngâm mấy bà cứ lấy cho em mày nha nha. Da ngâm cứ quất cho em cái mèo này cho Hải nha mấy chị nha. Nó không phải là đỏ tươi, không phải đỏ tươi nha mấy chị nha. Nó là cái màu đỏ đô ấy, rất là đẹp luôn. Lên liền cho em mã 23 dùm cho em. 23 nha mấy chị nha. Giá là 89 ngàn dùm cho em. Còn không nhỉ? Rồi lên liền cho em mã 23, 89 ngàn dùm cho em. 23 nha mấy chị nha. 89 ngàn dùm cho em. Lên liền cho em mã 23, 89 ngàn. 23 dùng cho em, 89 ngàn dùng cho em, chóc rất là xịn nha, 23. Rồi cái dùng cho em mã 23 dùng cho em. 23 sao đi Nguyên Trường. 23 đi cả nhà, 89 ngàn. Tình yêu. Mấy chị bán cho mấy chị một cái bộ em bé con vịt nha. Này chắc có đủ sao không? Thôi bán size 120 nha, tại nhỏ đem vô này em bán đâu mấy chị. 23 Phạm Duyên. 23 cho Hoàng Minh Trần. Cái này ngày mai em mới like nha. Nhỏ đem vô em có thực nên là em like cho mấy chị. 23 Độ Nguyễn Kiên. Đây mấy chị cái hãng này. 23 Hoa Đá. Mấy chị thấy cái hãng của nó luôn á. Nó có chip nè mấy chị nè. 20 mấy hả? 24 này size 120 đó. Nhưng mà cái con này là 20. 22, 23 kg mang được luôn á, 79 ngàn. Ok, Minh Nguyệt anh báo địa chỉ với em nha. Đây là thứ hai em mới đi, mấy chị anh báo nha. 24, 79 ngàn cả nha. Trời nó rẻ mà nó mát lắm luôn á bé. Mát khủng khiếp luôn á. Đúng rồi, ngày mai, sáng mai nha mấy chị ơi nha. Đây nè. Trời nó mát lắm mấy chị ơi. Em nói thiệt luôn á, chị nào mà có con mà đi học mẫu giáo này kia cả nhà. Hoặc là chuẩn bị hè á, cả nhà con mình nghỉ hè mà mặc đi học thêm này kia á. Trời ơi, nó đẹp đấy ôi. 79 ngàn. Một bộ thôi nha, ngày mai like mấy chị. Ngày mai nha. Đây đứa này. Chị Yến à. Đây 69 ngàn mấy chị. 24 nha Huỳnh. Rồi lên liền cho em mã 25. Mấy chị ngày mai đi. Cái bộ con vịt này có nhiều đó cả nhà. Ngày mai đi thì. Này mấy chị nè.
69 ngàn dùng cho em. Ui trời ơi, anh kia kia nè. Để nữa. Rồi lên liền cho em mã 26. 26 này là size size 100 mà sao nó to quá vậy? 100 này cũng phải là 100 này cũng phải là 20 kg đó cả nhà. Ê hai mấy anh? 26. Thôi là cái này là váy mày. Váy đúng không? Chắc là váy á cả nhà, váy váy sơ mi cho bé cả nhà. 69 ngàn mấy chị, size 100. 69 ngàn nha mấy chịu nha. Cái này là váy đó cả nhà, chứ không phải là áo đâu nha. Tại vì em người lớn á, mình nữ mua mình tưởng đâu nó là áo mà nó là váy. 26 là điểm gì? Ừ, nó là váy. Nó xịn lắm. Cái này có hai con hả em? Rồi lên liền cho em mã 27 dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã 27 dùng cho em này. 27 em có hai con thôi. Ngày mai đi cả nhà ơi, ngày mai nha. Ngày mai em like lúc 9 rưỡi nha mấy chịu nha. Đồ nó đẹp lắm. Trời ơi, nhỏ đem cho chị cái áo gió này. Áo gió mà có cái hình con cái đuôi vịt này nè. Trời ơi, xỉu nha. Nếu mà ngày mai nha mới chịu nha. Bây giờ không lên được cả nhà. Bây giờ em lên xíu nữa thôi nha mới chịu nha. Rồi lên liền cho em mã 20 mấy anh? 27 dùng cho em. 27 được hai con nè. Cho mấy chị xem. 89 ngàn chứ. 27, 89 ngàn. 27 bình an, 27 bình an. Rồi lên liền cho em mã 28 dùng cho em. Khi dùng cho em mã 28 dùng cho em nha. 28 dùng cho em 89 ngàn mấy chị ngày mai nha. Lúc 9 rưỡi nha mới chịu nha. Nguyên một hãng con vịt luôn. Nguyên một hãng con vịt luôn nha mới chịu nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 20 mấy. Rồi cái dùng cho em mã 28 dùng cho em. Chốt là dùng cho hải mã 28. 28 nha cả nhà nha. Chốt là dùng cho em mã 28. 28 dùng cho 89 ngàn. Rồi lên liền cho em mã 28 89 ngàn. Ai dám làm duyên. Xem là nhất định ngày mai phải chốt, phải xem nha mấy chị nha. Đó, hẹn con vịt này. Cái áo gió nha, áo gió cho bé. Ừ. Ai thấy lúc gì mà em nhà em xoài hàng nha mấy chị nha. Bà nào mà thấy cũng ghiền hết trơn. Bà nào không phải, hải có chưa, like chưa nha mấy chị nha. Đó, xinh chưa. Trời, nó dễ thương chưa. Đẹp không mấy chị ơi. Ai dám nguyện kim. Xinh không mấy chế. Đó, cưng không. Ai dám nguyện rồi. Có 79 ngàn thôi đó. Size 120 đó cả nhà. Size 120 mã 29 là mấy chị 79 ngàn. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 29 79 ngàn size 120 nha. Mà nó cưng lắm cả nhà ơi. Yêu lắm nha. Nguyên một cái hãng con vịt luôn, nó xịn lắm. Này mấy chị nè. Nó sẽ có cho mình là chip nè mấy chị nè. Hãng này mấy chị nè. Hãng vịt cái này ngày mai mới lên nha mấy chị nha. Ngày mai có nhiều đó mất cả nhà. 29 mi mi đạn. Có cái này gọi là hạ thính rác thính cho mấy chị đâu đó nhìn hàng đó mấy chị thấy chưa, hàng chất lượng cho con mình chưa mấy chị. 89 ngàn xin chị luôn. 79 ngàn anh nha. Sáng mai nha, mai đi cả nhà, mai hãy lo cho mấy chị chốt nguyên một cái hãng này luôn cho mấy chị luôn nha. Nói chung là chỉ có 69-79 ngàn thôi, nó xịn hơn cái bữa trước em lo cho mấy chị luôn. Bữa trước mấy chị nhận hàng đi mấy chị thấy đã xịn rồi nha, còn cái lô vịt này nó còn xịn nữa. Hàng của nó toàn là hàng 300-400 ngàn không á. Dạ có 16 kg á. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em con này mấy con nha. Từ đây đó. Rồi lên liền cho em mã 30 dùng cho em. Rồi chốt liền cho em mã 30 dùng cho em. Mã 30 nha. Rồi lên liền cho em mã 30 dùng cho em, giá là 89 ngàn. Rồi chốt liền cho em mã 30 89 ngàn dùng cho em. Vạt là vạt bầu dùng cho em. Vạt bầu như mấy chịu nha. Tan đá như thế này nè mấy chị. Tan đá dùng cho em, lên liền cho em mã 30 89 ngàn. 30 thưa Nguyễn. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 30 dùng cho em 89 ngàn dùng cho em. Rồi chốt liền cho em mã 30 89 ngàn cả nhà. 30. Vậy đó sao ngày mai đi kì. Ngày mai thì còn nhiều lắm. Có mấy cái áo khoác gió nó dễ thương lắm cả nhà ơi. Đúng Hoàng Duyên. Siêu cưng luôn. Nó có 30 năm đi. Nó có mấy cái con quần rinh mà quần rinh vịt nữa mấy chị. Trời ơi nhìn yêu lắm luôn á cả nhà. 30 Sunny Nguyên Trần. Rồi lên liền cho em lên 30, lên mã 30, 89 ngàn áo nâu với em ạ. 31 được 2 con. Lên liền cho em mã 31 chữ B này được 2 con. 31 nha mấy chịu nha. Rồi lên liền cho em mã 31 chip đỏ dùng cho em nha. Rồi lên liền cho em mã 31. 31 nha cả nhà nha. 31 này lúc nãy chị nào hụt thì lên lại dùng cho em nè. 31 2 con thôi.
hai con nha mấy triệu nha. Rồi cái dùng cho em mã 31 này siêu trắng da luôn. Và lúc nãy là cái hình của nó là hình khác nha, còn bây giờ là cái hình khác nha mấy triệu nha. Lúc nãy là chữ khác, chữ Chanel, còn này là chữ B dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã, dùng cho em mã 31. Lên liền cho em mã 31 đi cả nhà. Mã 31 màu đen chưa lên đúng không? 31 lên cho em 89.000 ạ. Rồi màu đen em chưa lên thì em lên nốt màu đen rồi em xuống like nha mấy triệu nha. Rồi lên liền cho em mã, dùng cho em mã 32 dùng cho em. 32 em có màu đen, chưa lên màu đen nha. Lúc nãy thì lên đủ màu, nhưng mà mỗi màu á thì cái hình của nó sẽ khác nha mấy triệu nha. Ví dụ như là Chanel nè, Dior này kia nha mấy triệu nha. Còn đây là tan Chanel dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã 32 màu đen dùng cho em. Lên liền cho em mã 32 màu đen. 32 đen dùng cho em, co giãn cho mình, chắc của nó co giãn nó đẹp luôn. Rồi lên liền cho em mã, dùng cho em mã 32 màu đen. 32 đen dùng cho em. Chúc em mã 32 màu đen. 3 Phạm Duyên. Chị lại cái xanh kia đi. Đừng nâu đi. 3 xanh. Xanh đen nguyên tròn. Còn 2 cục này thôi đúng không? 3 Hồng Chi. Cái này đẹp nữa. 3 Nguyễn Kim. 33 này đẹp nữa. Lên liền cho em mã, dùng cho em mã 33. 32 Thu Trần. 33 này đẹp nè mấy chị nè. 33 này cái. Rồi lên liền cho em mã 33 dùng cho em. Cứ dùng cho em mã 33 nha. Vạt là vạt bầu như thế này. Vạt bầu nha mấy chị nha. Rồi lên liền cho em mã 33 dùng cho em nha mấy chị nha. 33 dùng cho em. Giờ lấy 33 chút 33 dùng cho em. Cứ dùng cho em mã 33 xinh lắm cả nhà ơi. Vải này mấy chị mang thích lắm luôn á. 33 Nga Huỳnh. Rồi lên liền cho em mã 33 dùng cho em. Rồi chốt liền cho em mã 33. 33 Nguyễn Kiên. Rồi cứ dùng cho em mã 33. Rồi nó con nâu nữa thôi nha mấy chị nha. Ba ba Lê Phương Thảo. Rồi nó con nâu nữa là xứng lai nha mấy chị nha. 34 dùng cho em. Rồi cứ dùng cho em mã 34. 34 nha mấy chị nha. Lên liền cho em mã 34 dùng cho em. Cứ dùng cho em mã 34 cả nhà. 34 dùng cho em nha, màu nâu. Chị nào chưa chốt thì lên dùng cho em mã 34 rồi em tắt like nha cả nhà nha. Ngày mai lúc 9 rưỡi nha, 9 rưỡi em sẽ lên cho mình là đồ bé nha. 9 rưỡi nha mấy triệu nha. Em like sớm một chút xíu để em nghỉ sớm. Rồi lên liền cho em mã 34 dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã 34. Cái hình này có một con. Ba Tư Nguyễn Kiên. Hình này có một con, chị nào lấy nốt cho Hải đi mấy chị. 35 màu đen. Đen ba này. Đen ba hai đây nè, Chanel nè. Một con. Ba hai đen không thể luôn luôn rồi. 35 em có một con này, chị nào chốt luôn cho Hải tắt like nha, một con thôi. 35. Bờ 35 cái hình này là chưa có nha, hình này hết rồi. Một con ở đâu dưới chân Hải, một con thôi. 35. Thôi. Điểm, cái dục lại chứ 35 Thu Tròn. Rồi lên liền cho em mã 36 này đã nhầm, màu xanh này, chữ B dùng cho em. Rồi em tắt nha mấy chị. Ý là kêu nghỉ sớm quá đó cả nhà. 36 lên liền cho em mã 36 nha, thật sự đó bụng quá. Rồi lên liền cho em mã, dùng cho em mã 36. Giờ cái bụng nó kêu ọt ọt ọt. Rồi lên liền cho em mã 36 dùng cho em hai con đó cả nhà, màu xanh này nha. Lên liền cho em mã 36, chữ B dùng cho em hai con cuối đó, hai con cuối cùng nha. Chốt mấy chị, nha mấy chị. Hai con màu xanh, con này mặc dáng ôm rất là đẹp nha mấy chị nha. Mặc dáng ôm đẹp lắm. Ngày mai lúc 9 rưỡi em lên đồ bé nha mấy chị nha. Đồ bé ha. Rồi em tắt like nha mấy chị nha. Hẹn gặp mấy chị ngày mai thì. Ngày mai em lên cho mình lúc 9 rưỡi nha mấy chị nha. Đồ bé dùng cho em đẹp lắm mấy chị. Nói chung là vì có một lô nguyên một hãng con vịt hết nha mấy chị nha. Nguyên một hãng con vịt. Rồi em tắt like nha. Bye bye mấy chị nha. Hãy cảm ơn mấy chị nhiều nha. Bye bye mấy chị.